Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân. Tập 6. Chương 51: Tu luyện. Ninh Tuyết một đường trở về, nhận lấy toàn bộ ban thưởng mà mình chưa chọn trước đó. Đến căn phòng thứ hai, hắn phát hiện hồn lực đã không đủ dùng. Mỗi lần mở cửa, hắn đều cần cảm ứng ngã Phật tâm ma ấn, động tác này tiêu hao lấy lượng lớn hồn lực. Ninh Tuyết dứt khoát trở về cửa ải thứ nhất, rốt cuộc lấy được pháp thuật nhất cổ khí. Đổi tên thành công, hồn lực cũng đã sắp hết sạch, chi bằng lần này làm thêm một số thí nghiệm ở trong căn phòng thứ nhất này. Hắn chọn lấy một góc, bỏ hết thảy đồ vật vào tiểu phi dương, cuối cùng chính mình cũng chui vào, đậy cái nắp lại. Hắn cảm ứng lấy ấn ký đệ tử thí luyện, trong nháy mắt, hồn phách đã thuận lợi trở về nhục thân. Thuận lợi trở về, rất không tệ. Ninh Tuyết siết chặt nắm đấm của mình, trong lòng phấn chấn. Trước kia ra vào một cách bị động, hắn đều phải tiêu hao gần như toàn bộ hồn lực. Mỗi lần trở về đều phải chữa thương, tĩnh dưỡng, cảm giác hỏng bét tạm thời không nói, điều then chốt nhất là rất lãng phí thời gian. Bây giờ hắn có thể chủ động trở về, điều này sẽ bảo đảm trạng thái của hắn sẽ không rơi vào tình trạng tồi tệ nhất. Hồn lực giảm xuống còn 3 phần, nhưng vẫn có thể tự do hành động. Ninh Tuyết trước tiên nuốt vào vài viên đan dược, sau đó một lần nữa cải trang thành Thùy Thiều Khách, thông qua truyền tống trận rời đi. Chốc lát sau, hắn mở cửa nhà giam dưới lòng đất ra, gặp được Hàn Minh. Hàn Minh nghe thấy động tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy người tới là Thùy Thiều Khách, lại điên cuồng chửi mắng, phát tiết ra phẫn nộ cùng cừu hận ngập trời trong lòng. Ninh Tuyết nhìn thấy trên mặt nàng có rất nhiều vệt nước mắt, không khỏi thở dài một tiếng, im lặng lắng nghe hồi lâu. Hàn Minh mắng đến thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Lợi dụng chút thời gian rảnh rỗi này, Ninh Tuyết điều khiển hơn 10 cái cơ quan tiểu nhân, mang theo nước cùng thức ăn leo lên người Hàn Minh, chuẩn bị đút từng miếng cho nàng ăn. Hàn Minh mím chặt đôi môi, chết cũng không chịu ăn. Nàng mặc dù không còn khí lực để mắng, nhưng hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, giống như đang phun lửa. Ninh Tuyết chỉ còn biết than nhẹ một tiếng, ngươi làm như vậy không được đâu, không ăn không uống cuối cùng sẽ chết đấy. Hàn Minh lập tức lộ ra nụ cười mỉa mai, điên cuồng gào thét, chết. Ha ha ha, chết vẫn còn hơn để ngươi tước đoạt đi tu vi của ta. Thùy Thiều Khách, ngươi có phải nam tử Hán đại trưởng phu không? Nếu phải thì thả ta ra, để ta đại chiến 300 hiệp cùng ngươi. Nếu như ta thua, mặc ngươi xẻ thịt lóc ra, làm nô làm tỳ, tuyệt không hai lời. Cho dù là dâng tinh hoa hồn phách cho ngươi, ta cũng chấp nhận. Ngươi có dám hay không? Ninh Tuyết lắc đầu, sao lại phải vẽ vời thêm chuyện như vậy? Nói xong hắn liền lấy ra một bộ cơ quan châm, con ngươi Hàn Minh co rút lại. Sau đó một khắc, trong địa lao lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, vô cùng chói tai của nàng. Lần này thống, khổ mà Hàn Minh phải chịu đựng còn nhiều hơn so với lần trước. Bởi vì Ninh Tuyết không chỉ rút lấy tinh hoa hồn phách của nàng, còn trưởng khống nàng chủ động ăn rất nhiều thức ăn. Hàn Minh chống đỡ không nổi, lại một lần nữa hôn mê. Ninh Tuyết chỉ huy đám cơ quan tiểu nhân nhổ từng cây châm lớn nhỏ ra, tiến hành trị thương cho nàng, tỉ mỉ bôi thuốc lên từng vết thương. Nội tình hồn phách của Ninh Tuyết lại một lần nữa tăng vọt, hạn mức cao nhất đạt đến khoảng 6 lần so với ban đầu. Bởi vì trước đó hồn lực đã bị hao tổn, hiện tại cũng chỉ còn 3 phần hồn lực dự trữ. Nhưng như vậy đã đủ để hắn tiến hành thăm dò dung nham tiên cung một lần nữa. Hắn trở về chỗ ở của mình, khởi động ấn ký đệ tử thí luyện, kết quả phát hiện bản thân lại không thể tiến vào. Quả nhiên là có hạn chế thời gian sao? Ninh Tuyết đã sớm dự liệu được, tâm tình rất bình tĩnh. Lúc này hắn quyết định cách mỗi một chén trà, sẽ tiến hành kiểm tra, cố gắng tìm ra được khoảng thời gian chính xác. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không hề nhàn rỗi. Hắn bắt đầu tu luyện pháp thuật. Lần thăm dò tiên cung này, thu hoạch của hắn là nhiều nhất từ trước đến nay, trực tiếp vào tay 3 môn pháp thuật. Nhất cổ khí, ác hỏa thuật, cùng với tiếp mộc thuật, nên luyện tập thật tốt một phen. Phủ thành chủ. Trong phòng tu luyện, pháp trận vận chuyển, linh khí nồng đặc đến mức hình thành từng dải mây mù nhàn nhạt. Trong làn mây mù mờ mịt phiêu đãng, mông trùng khoanh chân ngồi, toàn thân điện quang lấp lóe. Sau khi tấn công thành công,
gã lập tức bắt đầu tu luyện ngũ hành khí luật quyết. Linh khí được đại trận tiên thành trực tiếp điều động, hỏa linh khí cuồn cuộn từ trong hỏa thị sơn hùng vĩ được tinh luyện, thanh lọc, liên tục không dứt. Đan dược là hàng tồn từ bên trong phủ khố phủ thành chủ, không có cái nào không phải là tinh phẩm, hơn nữa số lượng lớn, bao ăn no. Còn có thiên tư siêu hạng cuồng bôn đột lôi, mỗi lần mở ra đều có thể khiến tốc độ tu hành của mông trùng tăng vọt. Điện quang đột nhiên tản ra, mông trùng đột ngột mở to hai mắt, lộ ra vẻ hưng phấn, luyện khí tầng 1 rồi. Tốc độ tu luyện như vậy nhanh hơn mười mấy lần so với ta trước kia. Sảng khoái, thật sự là sảng khoái. Cuồng bôn đột lôi. Nguyên lai lại hữu dụng như vậy. Trước kia ta sao lại không nghĩ tới. Ai già, ra ra cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Cụ khụ, mông trùng ho khan vài tiếng. Nhìn kỹ sẽ phát hiện sắc mặt gã tiểu tụy, có chút quầng thâm nhàn nhạt. Gã cũng tự biết rõ ràng tình trạng của cơ thể mình. Mỗi lần mở ra cuồng bôn đột lôi đều đồng thời tiêu hao tinh, khí, thần của gã. Mông trùng thiếu gia, đã đến lúc ngài bồi bổ thân thể rồi. Giọng nói của thị vệ từ bên ngoài phòng tu luyện truyền đến. Mông trùng dứt khoát đứng dậy, bước nhanh vài bước, đẩy mạnh cửa ra. Chỉ trong chốc lát, gã đã đến phòng điều dưỡng, trực tiếp nhảy vào dược trì. Dược dịch màu vàng nâu trong dược trì, toàn bộ, đều là dược liệu quý giá, được tỉ mỉ điều chế ra, mang theo mùi thuốc nồng nặc gần như hôi thối. Mông trùng nhảy vào, vừa ngâm mình, vừa há miệng nuốt vào đủ loại linh thực mà người hầu đưa tới. Từng phần linh thực lấp đầy bụng gã, gã lại ngẩng cổ lên, rót vào hai vò dược tửu, cuối cùng cầm mấy bình đan dược, ăn như ăn đậu phộng vậy. Luôn mồm không dứt, ăn đến mức thất khiếu đều rỉ máu. Có người hầu lo lắng nhắc nhở, mông trùng thiếu gia, đã đủ rồi. Ngài bổ quá nhiều, thân thể đạt đến cực hạn, sắp chống đỡ không nổi nữa. Mông trùng cười ha hả, sợ cái đếch gì, ta thế nhưng là người có thiên tư đó. Cuồng bôn đột lôi, gã quát lớn một tiếng, trong nháy mắt, toàn thân gã một lần nữa phóng xuất ra vô số lôi quang. Thiên tư thúc đẩy, khiến tốc độ tiêu hóa dược lực của gã lập tức tăng vọt. Cái bụng phồng lên thật to của gã lấy tốc độ mắt thường có thể thấy xẹp xuống. Cả ao tràn đầy dược dịch cũng nhanh chóng trở nên trong suốt, rất nhanh, mùi thuốc cũng nhạt đến mức gần như không thể ngửi thấy. Mông trùng tung người nhảy ra, lại một lần nữa sinh long hoạt hổ, nhanh bước rời đi, tới bên trong phòng tu luyện. Ta muốn một khắc cũng không ngừng, giành giật từng giây từng phút, toàn lực ứng phó. Ta nhất định phải là người đầu tiên tiến vào dung nham tiên cung. Ra ra, chất nhi sẽ không để cho ngài thất vọng. Mông trùng phóng thích đầy đủ thiên tính, trong lúc hành động hổ hổ sinh phong, dục vọng tu luyện mãnh liệt đến đáng sợ. Khảo thí sơ bộ của Ninh Chuyết có kết quả, 3 canh giờ. Hắn lần thứ tư tiến vào dung nham tiên cung. Thân thể mộc ngẫu cùng tiểu phi dương mà hắn cố ý để lại trong căn phòng thứ nhất đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, không thấy bóng dáng. Điều này khiến hắn có chút thất vọng. Thế nhưng khi chạm vào cánh cửa, hắn phát hiện ban thưởng lại có thể lựa chọn sử dụng. Lợi dụng ngã Phật tâm ma ấn, hắn thu 3 phần thưởng trong mỗi cánh cửa vào trong túi. Đến phòng chỉnh đốn, Ninh Trích không vội vàng vượt quan, mà nhìn những công cụ chế tác cơ quan cùng với những bệ cơ quan to to nhỏ nhỏ trong phòng chỉnh đốn, lâm vào trầm tư. Chương 52, cơ quan cạm bẫy. Luyện khí tầng 2 rồi, ha ha ha. Trong phòng tu luyện, mông trùng vui mừng hét lớn, gã quá ưa thích loại tốc độ này. Sau khi sử dụng cuồng bôn đột lôi, tu vi của gã quả thực là tăng vọt, tạo thành tương phản rõ ràng so với lúc gã tu luyện trước đây. Điều này mang đến cho gã cảm giác sảng khoái và thành tựu vô cùng to lớn. Gã càng tu luyện càng hưng phấn, dần dần đắm chìm vào trong đó. Cuồng bôn đột lôi, cuồng bôn đột lôi, cuồng bôn đột lôi. Thiên tư siêu hạng này, gã càng dùng càng thích, càng dùng càng ỉ lại. Phí tư phát giác được không ổn, ấm giọng khuyên bảo. Mông trùng có chút thu liễm lại, thế nhưng đến khi tu luyện lại nhíu chặt mày. Trong lòng gã cảm thấy khó chịu, chậm, quá chậm. Quả thực là ốc sên bò. Đây đương nhiên là ảo giác của gã. Chỉ là sau khi gã bộc lộ ra thiên tính, lại càng thiếu kiên nhẫn hơn. Dùng một lần, chỉ dùng một lần. Dùng thêm một lần cũng không sao chứ. Lại dùng một lần nữa, đây là lần cuối cùng. Cuồng bôn đột lôi, cuồng bôn đột lôi, cuồng bôn đột lôi. Oa ha ha ha. Trong phòng tu luyện vang vọng tiếng cười phấn chấn lòng người của mông trùng. Ninh Chuyết lần thứ 6 nhập cung.
hắn chính thức bước vào căn phòng số 4. Cách bố trí của gian phòng số 4 không khác biệt lắm so với phòng số 1, khắp nơi đều chất đầy bộ phận cơ quan. Long Hoan Hỏa Linh mím môi, mặt không cảm xúc quan sát Ninh Triết, nhìn chằm chằm từng cử chỉ của hắn, hơn nữa còn không cho hắn bất kỳ gợi ý nào. Ninh Triết thử lắp ráp những bộ phận cơ quan này, nhưng động tác khựng lại, bị nhân mệnh huyền ti trong nháy mắt khống chế. Thiếu niên lập tức nếm thử bảo ấn, nhưng lại tốn công vô ích. Hắn thử đi đến lối ra, chạm vào cánh cửa, lại nhận được tin tức có liên quan đến ban thưởng. Vậy là có thể thông quan? Không, căn phòng này chắc chắn là có tác dụng. Ta chỉ là chưa tìm ra mà thôi. Ninh Triết suy nghĩ một chút, thử thôi động ngũ hành khí luật quyết, không có bất kỳ phản ứng gì. Nhìn thấy cảnh này, Long Hoan Hỏa Linh vô thức đứng dậy, dùng tứ chi chống đất, không còn thoải mái nằm như trước nữa. Nó có chút khẩn trương. Ninh Triết đột nhiên trong lòng khẽ động, bỏ qua ngũ hành khí luật quyết, chuyển sang phóng thích pháp thuật. Trước tiên là bão băng thuật. Vừa thi triển pháp thuật, liền kéo theo một bộ phận cơ quan chủ động bay về phía hắn. Ninh Triết vội vàng tiếp lấy, thậm chí còn phải lùi lại một bước vì lực va chạm của nó. Đoán trúng rồi. Trong lòng hắn nhảy cẫng lên. Bốp. Long Hoan Hỏa Linh tức giận vỗ móng vuốt, nghiến răng nghiến lợi, lại bị Ninh Triết tìm ra. Bộ phận cơ quan mới là một cánh tay có bàn tay, vô cùng thô to, có thể bay lượn trên không trung. Ninh Triết tiếp tục thi triển pháp thuật, lại nhận được một cánh tay cũng đang trôi nổi giống vậy, một thanh cơ quan mộc trượng, một bộ cơ quan vòng tròn bao gồm 12 viên. Càng nắm vững nhiều pháp thuật, thì tăng cường nhận được bên trong căn phòng này sẽ càng lớn. Cửa ải này chủ yếu khảo nghiệm công pháp, pháp thuật. Ninh Triết bước vào phòng số 5. Một hành lang dài xuất hiện trước mặt hắn, dài hơn phòng số 2 ít nhất 10 lần. Đây lại là cơ quan cạm bẫy như thế nào? Phủ thành chủ. Ha ha ha. Mông trùng ngửa đầu cười to, tầng 3 đỉnh phong rồi, chỉ mất có 3 ngày, ai có thể nhanh hơn ta? 3 ngày 3 đêm, gã gần như không ngủ không nghỉ, lúc này đã thành công. Ta nhất định là người đầu tiên tiến vào tiên cung, chỉ là làm thế nào để tiến vào. Sau một khắc, trước mắt mông trùng chợt tối sầm, trực tiếp bị hút hồn đi. Long Hoan Hỏa Linh hưng phấn đứng dậy, nó đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Nó nóng lòng không kịp chờ đợi truyền đạt tin tức cho mông trùng, dung nham tiên cung, cơ quan truyền thừa, huyền ti dẫn hồn, luyện khí khảo nghiệm, mở ra thiên, tư, toàn lực vận chuyển ngũ hành khí luật quyết, vượt qua phòng số 1, đến phòng số 2. Sau đó một khắc, trong chính điện tiên cung có một cây roi lửa trong nháy mắt thành hình, hung hăng quất vào trên người Long Hoan Hỏa Linh. Một tiếng bốp giòn tan, đánh cho Long Hoan Hỏa Linh nằm rạp xuống đất. Sau khi roi lửa tiêu tán, Long Hoan Hỏa Linh đau đến mức nhe răng trợn mắt, thần sắc dữ tợn lại hưng phấn. Bởi vì nó nhìn thấy sau khi mông trùng nhận được nhắc nhở mấu chốt, đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển ngũ hành khí luật quyết. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể gã bắt đầu tỏa ra từng tia điện mang. Tách tách tách. Điện mang không ngừng lấp lóe, càng ngày càng nhiều, phát ra tiếng lách tách đôm đốp. Ngọn núi nhỏ chất đầy cơ quan bộ phận bắt đầu run rẩy, từ đó bắn vụt ra 5 cơ quan bộ phận. Cơ quan bộ phận bắn ra nhanh như điện, chỉ trong vòng vài hơi thở đã va chạm vào thân thể chính của mông trùng, trong nháy mắt bắt đầu lắp ráp lại. Mông trùng ôm quyền ưỡn ngực, ngửa đầu hò hét, toàn thân điện mang ngưng tụ lại, bộc phát ra một đạo lôi quang, bắn thẳng lên trên, hình thành nên một cột sáng lôi điện, khí thế vô cùng kinh người. Ầm ầm ầm, ngọn núi nhỏ chất đầy cơ quan bộ phận bị gã chấn động đến mức sụp đổ. Trong bụi mù, mông trùng ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước tiến lên phía trước. Gã chạm vào cánh cửa, nhận được tin tức ban thưởng. Truyền thừa khảo nghiệm của dung nham tiên cung, có chút ý tứ. Mông trùng cũng không thèm nhìn hai lựa chọn là cơ quan bộ phận, pháp thuật, trực tiếp chọn linh thạch. Phòng số 2, ta đến đây. Gã đột nhiên đẩy cửa một cái, tư thái hiên ngang hùng hổ bước vào. Ầm, gã đã phát động lấy cơ quan, một tòa thiên quân trọng trùy đài từ trên trời giáng xuống. Mông trùng còn chưa kịp phản ứng, đã bị đập nát thành vô số mảnh gỗ. Xảy ra chuyện gì vậy? Không còn thân thể mộc ngẫu, hồn phách mông trùng lại bị đưa về nhục thân. Gã sững sờ một lúc lâu. Sau khi nhớ lại, gã mới hiểu ra, hình như sau khi mở cửa, ta đã trúng cơ quan cạm bẫy. Mông trùng suy nghĩ một chút, trực tiếp gọi Phí Tư đến. Phí Tư biết được kinh lịch của gã, trước tiên là nhiệt tình chúc mừng, tán dương mông trùng một hồi lâu. Mông trùng chỉ hừ một tiếng, ta là người có thiên tư đứng đầu mông ra đời này, sẽ không làm ra ra mất mặt.
hiện tại tình huống như vậy, phải làm sao mới thỏa đáng. Phí Tư cảm thán, thì ra truyền thừa khảo nghiệm của Dung Nham Tiên Cung đến luyện khí kỳ đã xảy ra biến đổi lớn như vậy. Những ngày này, ta vẫn luôn đọc những tin tức liên quan đến Tam Tông Thượng Nhân, suy đoán suy nghĩ, tâm trạng của ngài ấy. Nếu như ta đoán không nhầm, Mông Trùng thiếu gia ban thưởng ở chỗ cánh cửa mà ngài tiếp xúc, ẩn giấu lựa chọn mấu chốt, có thể mang đến giúp đỡ to lớn cho ngài. Mông Trùng lập tức trầm tư suy nghĩ, linh thạch, thượng điếu hoàn, còn có nhất cổ khí, rốt cuộc là cái nào? Còn nữa, khi nào ta có thể vào Dung Nham Tiên Cung lần nữa? Lần này gã thất bại, cho dù còn rất nhiều hồn lực, cũng phải đợi 3 canh giờ sau mới có thể tiếp tục. Ninh Chuyết nhập cung lần thứ 7. Một lần trước đó, hắn thất bại ở phòng số 5, linh lực dự trữ đều tiêu hao hết. Phòng số 5 tương tự với phòng số 2, cần ta không ngừng chạy nhảy, vượt qua tất cả chướng ngại vật, đến đích thành công. Thế nhưng độ khó tăng lên ít nhất gấp 3. Mặc dù ta đã nhận được không ít cơ quan bộ phận, nhưng đều chưa kịp quen thuộc. Trong lúc chạy vội tránh né lại thêm nhiều vướng víu. Mấu chốt là cơ quan bộ phận tăng thêm, cũng làm tăng linh lực tiêu hao. Ninh Chuyết đi đến phòng số 2, phát hiện cơ quan mà hắn bố trí đã bị kích hoạt qua một lần. Thiên Quân Trọng Trùy Đài, trước đây hắn lắp ráp là dùng để nện trụ đá bảng xếp hạng. Lần thứ 4 nhập cung, trong đầu linh cơ khẽ động, hắn liền chuyển nó đến phòng số 2, hơn nữa còn bố trí ra cơ quan cạm bẫy. Lần thứ 5 nhập cung, hắn vui mừng phát hiện cơ quan mình bố trí vẫn còn nguyên dạng, thử nghiệm thành công. Thế cho nên hắn mượn ngã Phật Tâm Ma Ấn, thêm vào phòng số 2, số 3 rất nhiều thứ mới. Mông Trùng đã nhập cung. Ừ, bị đập nát rồi. Ta đã biết rõ khoảng cách ngắn nhất là 3 canh giờ. Vậy là có thể ước chừng thời gian, cố gắng tránh đụng mặt hắn. Trong lòng Ninh Chuyết lại dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách, trên mặt lộ vẻ thận trọng. Thiên Tư siêu hạng A, lần này lại thêm mấy cơ quan cạm bẫy nữa đi, nếu không thì trong lòng khó an. Các bạn đang nghe truyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 53: Lĩnh thưởng, khuất phục. Ninh Chuyết đứng trước cột đá năm mặt, đưa tay chạm vào bề mặt trụ, lập tức tiếp nhận được tin tức. Hắn đang nhận lấy ban thưởng cho vị trí đứng đầu luyện khí bảng, tốc độ bảng và tiến độ bảng. Ban thưởng vẫn như cũ là 3 lựa chọn: linh thạch, linh kiện cơ quan và pháp thuật. Yêu cầu Ninh Chuyết lựa chọn một trong 3 thứ đó. Bên trong ban thưởng linh thạch, mỗi bảng đều có 100 viên. Ninh Chuyết trong lòng chấn động. Ban thưởng lớn nhất mà hắn từng nhận được khi thông quan cũng chỉ là 10 viên linh thạch. 100 viên linh thạch chính là gấp 10 lần. Ninh Chuyết lập tức quyết định ít nhất phải lấy ban thưởng linh thạch một lần. Trước đó vì bố trí cơ quan, hắn đã lấy rất nhiều thứ từ phòng chỉnh đốn ra sử dụng. Ngã Phật Tâm Ma Ấn không thể khiến bọn chúng miễn phí. Tất cả đều phải trả phí. Theo cơ quan cạm bẫy mà hắn bố trí càng ngày càng nhiều, linh thạch lại càng không đủ dùng. Bỗng nhiên có thêm 100 viên linh thạch, Ninh Chuyết trên cơ bản không còn phải lo lắng nữa. Linh kiện cơ quan có mười mấy lựa chọn, Ninh Chuyết từ đó nhìn thấy thượng điếu hoàn, hồi lực bàn ti, tiểu phi dương. Bên trong pháp thuật cũng có những cái tên quen thuộc, ví dụ như bão băng thuật, ác hỏa thuật, tiếp mộc thuật. Long ngoan hỏa linh cũng đang quan sát. Ninh Chuyết thấy hắn đứng trước bảng xếp hạng cúi đầu trầm tư, hỏa linh không kìm được lộ vẻ căng thẳng. Ninh Chuyết không chút do dự, bắt đầu cảm ứng ngã Phật Tâm Ma Ấn. Kết quả hắn tiếc nuối phát hiện, hắn không thể lựa chọn nhiều ban thưởng bên trên bảng xếp hạng, chỉ có thể chọn một cái duy nhất. Long ngoan hỏa linh thấy Ninh Chuyết nếm thử thất bại, hư khẽ một tiếng, nhưng vẫn lộ vẻ khẩn trương như cũ. Kỳ quái! Ninh Chuyết cảm thấy có chút kỳ quặc. Có chút kỳ quái à? Thiếu niên rất am hiểu phát hiện ra vấn đề từ những chi tiết nhỏ. Ban thưởng cho mỗi vị trí đứng đầu bảng thật ra đều giống nhau, bắt ta phải chọn một trong 3. Nhưng giá trị của 3 lựa chọn ban thưởng này lại không tương xứng. Lựa chọn linh thạch cao tới 100 viên, 2 lựa chọn còn lại vẫn như ban thưởng khi vượt quan trước đó, không có gì khác biệt. Những ban thưởng này đại bộ phận ta đã sử dụng qua, pháp thuật trên cơ bản đều có rồi. Tam Tông Thượng Nhân hẳn là sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nói cách khác, giá trị thực sự của 2 loại ban thưởng còn lại kỳ thật vượt xa những gì thể hiện ra bên ngoài. Đều thử một chút xem. Ninh Chuyết suy nghĩ đã có kết quả. Hắn có 3 cơ hội nhận lấy ban thưởng, liền chọn mỗi tuyển hạng một lần.
100 viên linh thạch, hàng thật giá thật, linh kiện cơ quan, hắn lựa chọn thượng điếu hoàn. Cuối cùng ở tuyển hạng pháp thuật, Ninh Chuyết lựa chọn một pháp thuật mà bản thân chưa từng nắm giữ, thập kim thuật. Sau một khắc, thông tin về pháp thuật truyền vào tâm trí hắn, Ninh Chuyết động dung. Thập kim thuật là một môn pháp thuật có thể hấp thu kim loại, ngưng tụ vào đầu ngón tay. Điều này đương nhiên không đủ khiến tâm tình Ninh Chuyết dao động. Quan trọng hơn là theo tin tức pháp thuật truyền tới, còn có rất nhiều cảm ngộ tu luyện. Mặc dù Ninh Chuyết mới nhận được thập kim thuật, nhưng bởi vì những cảm ngộ tu luyện này, hắn trong nháy mắt trở thành một người đã luyện tập thập kim thuật 2 năm rưỡi. Phương pháp thể hồ quán đỉnh, truyền thụ kinh nghiệm tu luyện của tiền nhân cho người đời sau. Lợi hại, thật sự lợi hại. Đã có cái này, có thể tiết kiệm cho ta rất nhiều thời gian và tinh lực rồi. Ninh Chuyết âm thầm mừng rỡ. Bối cảnh của hắn không thể so sánh với đám người Mông Trùng được, hiện tại chỉ có thể dựa vào ban thưởng bảng xếp hạng mới có thể loại bỏ một số ưu thế của đối phương. Khảo nghiệm xong lựa chọn ban thưởng pháp thuật, Ninh Chuyết lại cẩn thận xem xét linh kiện cơ quan thượng điếu hoàn một lần. Lại phát hiện thứ đồ này không khác biệt nhiều so với ban thưởng khi thông quan trước đó. Thế nhưng Ninh Chuyết đã có suy đoán mới đối với chuyện này, chỉ chờ tương lai kiểm chứng. Thời gian vừa đến, Long Hoan Hỏa Linh liền không kịp chờ đợi kéo Mông Trùng vào tiên cung. Trong ban thưởng vượt quan, lần này Mông Trùng lựa chọn linh kiện cơ quan. Gã nhìn chằm chằm cơ quan thượng điếu hoàn trong tay, vô cùng buồn bực, cái thứ đồ chơi này dùng như thế nào? Long Hoan Hỏa Linh nghiến, răng nghiến lợi, truyền đạt tin tức qua, đưa cách sử dụng, thậm chí cả bản vẽ cơ quan đều nói cho Mông Trùng. Trong nháy mắt, ở chính điện lập tức có 2 roi lửa ngưng tụ, hung hăng quất vào Long Hoan Hỏa Linh. Bành bành bành. Trong lúc nhất thời, Long Hoan Hỏa Linh siết chặt long chảo, nghiến răng chịu đựng roi quất, đau đến toàn thân run rẩy, mặt mày méo mó. Mông Trùng nhận được tin tức, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là dùng như vậy. Gã lại nhíu mày, trong bản tâm gã vốn không thích loại đồ chơi nhỏ này, mà càng ưa thích trực tiếp xông lên. Lần này gã nhẹ nhàng mở hé cửa phòng, suy nghĩ một chút, tay gã cầm thượng điếu hoàn, nhắm vào một phương hướng, bắn ra một sợi dây mảnh màu xanh tím. Dây mảnh kia nhanh chóng hòa vào vách tường, dung hợp làm một thể. Mông Trùng thao túng thượng điếu hoàn, sợi dây mảnh khảnh lập tức căng lên. Lợi dụng dây thừng gia tốc, thừa thế xông lên. Mông Trùng cảm ứng bản thân, thôi động thiên phú siêu hạng cùng bôn đột lôi. Sau một khắc, toàn thân gã điện quang chớp động. Lúc sợi dây mảnh đột ngột co rút, gã dùng sức đẩy cửa, dốc hết sức chạy như bay. Đùng một tiếng, điện quang lóe sáng mãnh liệt. Tốc độ của gã ở giữa một cái chớp mắt đã đạt đến đỉnh điểm. Gã gần như là một đạo thiểm điện, muốn xé rách không khí, nghênh ngang bay đi. Nhưng ngay sau đó, một tấm lưới đánh cá khổng lồ từ dưới gạch lát nền lật lên, vô cùng chắc chắn bao trùm lấy Mông Trùng. Mỗi sợi tơ của lưới đánh cá đều được làm từ hồi lực bàn ti. Điều này khiến cho lưới đánh cá có độ đàn hồi và tính dẻo dai cực mạnh. Lưới đánh cá bị kéo căng ra, tựa như dây cung đang kéo hết dây vậy. Tốc độ của Mông Trùng tụt dốc không phanh, chỉ trong vài hơi thở, thế xông lên đã hoàn toàn biến mất. Gã giống như một viên đạn, bị lưới đánh cá co rút lại hung hăng bắn ngược trở về. Đùng, một tiếng vang giòn tan, toàn thân gã va vào cánh cửa đã đóng phía sau, lập tức tan thành từng mảnh nhỏ. Ầm. Sau đó một khắc, một cái thiên quân trọng chùy đài khổng lồ từ trên đỉnh đầu đập xuống. Mông Trùng hoàn toàn vỡ vụn. Sau khi tỉnh hồn lại, gã tức giận gào thét ầm ĩ. Long Hoan Hỏa Linh cũng hung hăng vỗ móng vuốt một cái, lộ ra thần sắc phẫn nộ. Địa lao. Hàn Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Thùy Thiều Khách lần nữa xuất hiện, mặt mũi nàng đầy vẻ tiều tụy, mang theo chết lặng, như thể muốn vỡ vụn. Đã bị rút ra tinh hoa hồn phách bao nhiêu lần rồi, nàng cũng không nhớ rõ nữa. Bởi vì có mấy lần, nàng đều ở trong trạng thái hôn mê. Nàng không còn nguyền rủa, mắng chửi Ninh Chuyết nữa, một mặt là đã không còn sức lực, trạng thái cơ thể quá kém, mặt phương diện khác nàng đã hoàn toàn nhận thức rõ hiện thực. Hiện thực tàn khốc như vậy, đánh tan đi ngạo khí trong lòng nàng, bắt đầu dốc hết tâm trí suy nghĩ, làm sao để có thể sống sót được. Không, đừng điều khiển ta nữa, ta giúp ngươi. Ta chủ động hấp thu hồn tinh, chuyển giao cho ngươi. Thùy Thiều Khách Ninh Chuyết khẽ giật mình, sau đó gật đầu, ngươi rốt cuộc đã nghĩ thông, Hàn Minh, đây là chuyện tốt, ta cũng thấy cao hứng cho ngươi. Hàn Minh trong lòng lại dâng lên lửa giận, nhưng nàng nhịn xuống, làm ơn đưa nhiếp hồn tỏa cho ta, phong ấn trên xiềng xích cũng buông lỏng ra một chút.
Ninh Chuyết mỉm cười, không vội, trước tiên ăn chút gì đi. Hắn chỉ huy mười mấy tiểu nhân ngẫu cùng nhau đến cho Hàn Minh ăn. Có con ngồi trên vai nàng, cầm muỗng canh thật dài, đút canh cho nàng. Có con dẫm lên ngực nàng, giơ cao đùi gà, chân giò. Có con mỗi tay cầm một chiếc đũa, hai con hợp tác, gắp rau cho nàng ăn. Hàn Minh ăn xong một bữa thịnh soạn, còn có tiểu nhân ngẫu giơ khăn tay, từ đỉnh đầu nàng, men theo mái tóc buông xuống, treo đến bên miệng nàng, làm việc trên không, lau khóe miệng cho nàng. Cuối cùng, ba con tiểu nhân ngẫu mỗi con cầm một loại trái cây khác nhau, đút cho Hàn Minh, coi như là món tráng miệng. Chương 54, Tam Công Tề Tụ. Hàn Minh ăn như hổ đói, quét sạch thức ăn trước mặt. Sau khi ăn xong nàng còn vẻ mặt tiếc nuối, còn nữa không? Ninh Chuyết, thật có lỗi, lần sau ta sẽ mang thêm cho ngươi nhiều một chút. Hàn Minh gật đầu, tốt nhất là cho ta chút linh thực. Những món ăn phàm tục này tuy ngon miệng, nhưng đối với tu sĩ như ngươi và ta thì trợ giúp không lớn. Ninh Chuyết ừ một tiếng, ta sẽ cân nhắc. Hàn Minh lại nói, còn hồn phách của ta. Ta phải nói cho ngươi biết, ngươi tiếp tục làm như vậy, ta không chịu đựng được mấy lần nữa đâu. Nếu cứ tiếp tục rút hồn phách một cách vô độ như vậy, nội tình hồn phách của ta sẽ bị hao hết. Đến lúc đó Hàn Minh sẽ hồn phi phách tán, ngay cả trở thành quỷ tu cũng là điều không thể. Chính vì ý thức được điểm này, Hàn Minh đã lựa chọn tạm thời khuất phục, nhẫn nhịn cầu toàn. Ninh Chuyết gật đầu, ngươi có đề nghị gì tốt không? Hàn Minh đáp, cho ta người. Ta chỉ cần hút hồn phách là có thể tự tẩm bổ bản thân. Có nội tình hồn phách, ta mới có thể liên tục cung cấp hồn tinh cho ngươi. Ninh Chuyết mỉm cười, thực ra ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Ồ, Ninh Chuyết đứng dậy, tạm thời rời khỏi nhà giam. Đến khi quay lại lần nữa, trên tay đã xách theo 3-5 con khỉ. Sắc mặt Hàn Minh tối sầm lại, ta nói, ta muốn là người. Những con khỉ này, ta nhiều nhất chỉ có thể hấp thu được 3 thành. Ninh Chuyết cười ha ha, có thể đạt hiệu suất 3 thành, ta đã có thể chấp nhận rồi. Ta không phải ma tu, sẽ không làm hại người. Những dã thú, yêu tinh này thì không thành vấn đề. Bên phía Hỏa Thị Sơn có rất nhiều khỉ, giết một số chúng cũng có thể coi như giúp Hỏa Thị thành một chút. Hàn Minh rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu cười lạnh chế nhạo, ngươi còn không phải là ma tu. Ngươi chẳng qua là không biết rõ lai lịch của ta, lo lắng ta hút hồn người, âm thầm tích xúc lực lượng. Hơn nữa giết người và giết khỉ sẽ chế tạo ra động tĩnh hoàn toàn khác biệt. Ngươi sợ như vậy sẽ đẩy nhanh việc ngươi bị bại lộ. Ninh Chuyết mỉm cười, ngươi nhắc nhở ta rồi, cảm ơn ngươi, Hàn Minh. Cẩn Tắc vô áy náy, tiếp theo, ta vẫn sẽ cắm những cơ quan châm này vào người ngươi, giám sát ngươi nghiêm ngặt. Nhìn thấy Ninh Chuyết lại lấy ra cơ quan châm lần nữa, đồng tử Hàn Minh co rút lại như đầu kim, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lần này nàng chỉ trừng mắt nhìn Ninh Chuyết, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng chửi mắng. Dung Nham Tiên Cung, Mông Trùng đã không nhớ rõ mình đã khiêu chiến bao nhiêu lần. Nói chính xác, số lần thất bại không có ý nghĩa gì với gã. Gã chỉ muốn xông qua. Trong ban thưởng thông quan, gã đã chọn Thượng Điếu Hoàn. Mở hé cửa ra một chút, tạo ra một khe hở. Mông Trùng cẩn thận từng ly từng tí luồn Thượng Điếu Hoàn vào căn phòng số 2. Đinh đinh đinh, hắn cũng không hề keo kiệt, bắn ra tất cả những sợi dây mảnh mình có. Thiên Tư, Cuồng Bôn Đột Lôi, Pháp Thuật, Nhất Cổ Khí, Bộ Phận Cơ Quan, Thượng Điếu Hoàn. Ba lực lượng cùng chung tác động, Mông Trùng đẩy mạnh cánh cửa, toàn thân như một viên đạn đại bác bắn ra khỏi nòng. Tốc độ của gã đột phá đến cực hạn, mặc dù cơ quan phía sau cánh cửa đã được kích hoạt, nhưng không kịp cản gã lại. Lưới kim loại màu đen trống rỗng, Thiên Quân Trọng Trùy Đài chỉ đập xuống nền gạch. Ha ha ha! Mông Trùng cười to, toàn thân được điện quang màu xanh lam bao bọc, lao nhanh về phía đích đến. Nền gạch nhanh chóng lùi lại, nhưng tốc độ căn bản không thể sánh bằng Mông Trùng. Nhưng ngay sau đó, Mông Trùng liền tan thành từng mảnh. Trong khoảnh khắc trước khi tầm mắt biến thành màu đen, gã đã nhìn thấy rõ ràng. Hóa ra giữa các bức tường đều được bố trí những sợi tơ trong suốt, cực kỳ sắc bén. Tốc độ của Mông Trùng càng nhanh, lao vào những sợi tơ này sẽ càng bị cắt nhanh hơn. Vô số mảnh vỡ mộc ngẫu vương vãi khắp nơi, điện quang màu xanh lam dữ dội vẫn còn lưu lại trong không trung một lúc, cuối cùng mới vạn phần không cam lòng tiêu tán thành không. Hồn phách trở về thân xác, Mông Trùng bĩu môi, buồn bực một hồi lâu. Phí Tư đến đây hỏi thăm,
Sau khi biết được tình hình, y không khỏi cảm thán, không ngờ độ khó của cơ quan truyền thừa này lại cao như vậy. Có lẽ nên bắt đầu từ phương diện này, trước tiên phá giải cơ quan cạm bẫy, sau đó mới có thể tiến lên. Cái gì? Muốn để ta học cơ quan thuật? Ta ngay cả luyện đan, luyện khí còn không xong à? Mông Trùng ôm đầu, cảm thấy vô cùng phiền muộn. Ta không tin. Ta chỉ là chưa khống chế được tốc độ như vậy. Chỉ cần ta nhìn rõ ràng, ta nhất định có thể xuyên qua lưới tơ, đến được điểm cuối. Quyết định, tiếp theo ta sẽ tiến hành huấn luyện đặc biệt. Trước tiên 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ. Mông Trùng hùng hồn tuyên bố. Phí Tư lập tức lộ vẻ khó xử, vội vàng khuyên can, Mông Trùng thiếu gia, như vậy không được đâu. Trong khoảng thời gian ngài luôn sử dụng thiên tư cuồng bôn đột lôi, dùng quá nhiều lần rồi. Ngài nên soi gương xem thử. Mông Trùng soi gương, phát hiện, bản thân trong gương có bọng mắt đen xì, khuôn mặt tiều tụy, xương gò má trên mặt đều hơi nhô ra. Ta vẫn còn có thể xông giết. Mông Trùng ngẩng đầu, không hề có chút cố kỵ nào. Phí Tư khuyên nhủ, Mông Trùng thiếu gia, ngài nên kiềm chế một chút. Mặc dù phủ thành chủ cung cấp các loại tài nguyên vô hạn cho ngài, nhưng việc bổ sung tam bảo tinh, khí, thần của ngài cần có thời gian mới được. Hiện tại tốc độ tiêu hao của ngài vượt xa tốc độ bổ sung, xu hướng này rất không tốt. Mông Trùng nháy mắt một cái, vậy có biện pháp nào để ta nhanh chóng bổ sung tinh, khí, thần không? Phí Tư nói, chính là công pháp. Thiếu gia ngài tu luyện ngũ hành khí luật quyết, pháp môn này có thể giúp ngài nhanh chóng bổ khí. Nhưng nó chỉ có 3 tầng, hiệu quả vẫn chưa đủ tốt. Về hai phương diện tinh và thần, liền không có công pháp nào có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào thân thể ngài tự nhiên tiêu hóa. Mông Trùng nghe vậy liền lắc đầu, tự nhiên tiêu hóa, quá chậm quá chậm. Ta đi nói chuyện với Gia Gia, người biết rất nhiều công pháp, ta kiêm tu thêm vài môn công pháp, giúp ta nhanh chóng bổ tinh, bổ thần chẳng phải tốt hơn sao? Ha ha ha, ta là thiên tài, ta có cuồng bôn đột lôi, tốc độ tu luyện cực nhanh. Nhiều nhất là 6 ngày, ta có thể tu luyện thành 2 môn công pháp. Phí Tư cười khổ, nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Thành chủ đại nhân đã suy đoán, thí luyện luyện khí có tiêu chuẩn nhập cung nghiêm ngặt. Ngài kiêm tu công pháp khác, sẽ có pháp lực dị biệt, dẫn đến không được công nhận. Phải tán công hoàn toàn mới có thể nhập cung. Mông Trùng, hả? Phí Tư, tuy nhiên thành chủ đại nhân cũng suy đoán, trong dung nham tiên cung rất có thể có 2 môn công pháp khác, phối hợp với ngũ hành khí luật quyết, có thể khiến người ta đồng tu 3 đan điền. Mông Trùng thở dài, ngươi nói những thứ này vô dụng, ta ngay cả phòng thứ 2 còn chưa qua được. Phí Tư nghe vậy thì trầm mặc. Dung nham tiên cung. Dưới ánh mắt tức giận bất bình của Long Hoan Hỏa Linh, Ninh Chuyết đã đánh thông phòng số 9. Bước vào phòng chỉnh đốn, lại đẩy cửa đi ra ngoài. Nhân ngẫu Ninh Chuyết tiến vào một chỗ đại sảnh trung chuyển. Khi hắn đi đến giữa đại sảnh, liền nghe thấy tiếng cơ quan vang lên, thạch bích hạ xuống, lộ ra 3 cánh cửa. Cánh cửa bên trái tỏa ra khí tức tường hòa màu vàng nhạt, viết chữ Phật. Cánh cửa ở giữa tỏa ra hào quang xanh biếc, có chữ Đạo. Cánh cửa bên phải tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, thì viết chữ Ma. Không giống như trước đó, Phật môn, Đạo môn, Ma môn. Điều này có chút vượt quá dự kiến của Ninh Chuyết, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến cuộc đời của Tam Tông Thượng Nhân, lão tuần tự tu luyện công pháp Đạo môn, Ma môn và Phật môn, liền có thể dễ dàng hiểu được. Hắn chạm vào Đạo môn, không có bất kỳ phản ứng gì. Lại tiếp xúc Phật môn, kết quả nhận được một môn công pháp, Kính Đài Thông Linh Kinh. Cuối cùng là chạm vào Ma môn, cũng nhận được một môn công pháp, tên là Ma Nhiễm Huyết Cân Công. Hai môn công pháp này cũng giống như Ngã Phật Tâm Ma Ấn, chỉ có 3 tầng đầu tiên. Nhưng Ninh Chuyết nghiên cứu một lát, liền kích động đến mức thân thể bằng gỗ cũng run rẩy. 3 môn công pháp này chiếu ứng lẫn nhau, có thể khiến người ta đồng tu 3 đan điền. 3 môn công pháp Phật, Đạo, Ma, đồng tu 3 đan điền đến trúc cơ. Loại pháp môn trúc cơ như vậy chính là đỉnh lưu nhất đương thời a. Các bạn đang nghe truyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 55, tầng thứ nhất. Con người có 3 đan điền, thoạt nhìn hoàn toàn có thể một đan điền tu luyện một công pháp, phân phối đều đặn. Nhưng trên thực tế, kiêm tu là chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì 3 đan điền không phải là không có liên quan, hoàn toàn độc lập.
chúng đều là một phần bộ phận cơ thể của tu sĩ, sẽ tương hỗ ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ như một đan điền tu luyện công pháp băng xương, hai đan điền còn lại cũng sẽ gánh chịu ảnh hưởng mãnh liệt, ngày qua ngày thay đổi một cách vô tri vô giác theo hướng này. Nếu như lúc này, hai đan điền còn lại tu luyện những công pháp khác, sẽ giống như kéo thân thể con người về ba hướng, sớm muộn gì cũng bị kéo đứt. Biểu hiện ra ngoài thường là pháp lực, tinh huyết hoặc thần hồn lẫn nhau quấy nhiễu, xung đột, thậm chí phản phệ, tẩu hỏa nhập ma. Làm sao để phán đoán ưu khuyết của một môn công pháp? Rất đơn giản. Chỉ cần xem môn công pháp này rèn luyện được bao nhiêu đan điền, đồng thời rèn luyện đến mức độ nào, hiệu suất tu luyện cao bao nhiêu. Công pháp kém cỏi thường chỉ tu được một đan điền, những cái khác hoàn toàn không cần đếm xỉa đến, hơn nữa còn có di chứng. Công pháp bình thường chủ tu một đan điền, nhưng không có tệ nạn. Công pháp tinh lương một chút, tu một cái đan điền, có thể hơi chiếu cố một chút hai đan điền còn lại. Công pháp ưu tú kiệt xuất, chủ tu một cái sẽ trọng điểm chiếu cố đối với một đan điền khác, hoặc là hai đan điền đều có thể được. Công pháp tuyệt hảo cũng là công pháp trấn phái của đại phái siêu cấp, sẽ chủ tu hai đan điền, chiếu cố một cái cuối cùng. Đây thuần túy là cân nhắc trên công pháp. Tình huống thực tế sẽ liên quan đến những nhân tố khác, vô cùng phức tạp. Lấy một ví dụ, Ma Tu Hàn Minh tu luyện hai môn công pháp. Một môn là cửu chuyển phệ hồn quyết, chủ tu trung đan điền và thượng đan điền của nàng. Nàng kiêm tu một môn tiên cương hóa sinh đại pháp, tu luyện hạ đan điền. Tu sĩ tầm thường không thể bắt chước theo cách làm của nàng, kiêm tu hai môn sẽ khiến bộ phận thân thể dần dần thi hóa. Cùng pháp lực của cửu chuyển phệ hồn quyết quấy nhiễu lẫn nhau, nhẹ thì làm nhiều công ít, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Hàn Minh sở dĩ có thể làm như vậy, hoàn toàn nhờ vào thiên tư hạ đẳng của nàng là âm thi khí. Tu sĩ đều có linh căn, nhưng không phải tất cả tu sĩ đều có thiên tư. Ảnh hưởng của thiên tư liên quan đến vô số phương diện, xuyên suốt toàn bộ con đường tu hành của tu sĩ. Đối với các giai đoạn tu hành như trúc cơ, kim đan, nguyên anh, luyện hư đều có ảnh hưởng rất lớn. Ninh Chuyết mặc dù chỉ có được 3 tầng công pháp đầu tiên, nhưng bản thân hắn chính là một tòa tàng thư lâu hình người, vẫn phải có ánh mắt. Hắn xác định 3 môn công pháp này vô cùng ưu tú. Tu sĩ có thể đồng thời tu luyện 3 môn công pháp này, rèn luyện ra tinh khí thần có thể cùng tồn tại một cách hài hòa. Mấu chốt là loại tồn tại một cách hài hòa này không liên quan đến thiên tư. Chỉ cần có linh căn cơ sở, có tư cách tu hành, đều có thể tu luyện. Đây tuyệt đối là công pháp đỉnh cấp. Trong lòng Ninh Chuyết vô cùng kích động, khiến cho hốc mắt hắn cũng không khỏi có chút ướt át. Mẫu thân, nhi tử đã như người nói, đã lấy được công pháp luyện khí của Dung Nham Tiên Cung. Công pháp chân chính còn ưu tú hơn cả người tưởng tượng, quả thực chính là hoàn mỹ. Nhi tử sẽ dốc sức tu luyện hết tất cả. Di ngôn của mẫu thân sớm đã khắc sâu trong đáy lòng thiếu niên. Sự kỳ vọng của mẫu thân đã trở thành một loại sứ mệnh, trọng trách, thành động lực để Ninh Chuyết không cam lòng tầm thường, là khiêu chiến đối với vận mệnh bản thân hắn. Mông Trùng cũng đang khiêu chiến. Để tôi luyện năng lực, gã chuyên môn thiết kế ra phòng huấn luyện. Sau khi khởi động cuồng bôn đột lôi, gã không ngừng xuyên thẳng qua trong đại sảnh huấn luyện đầy chướng ngại vật. Ầm ầm ầm, thanh âm va chạm chướng với ngại vật của gã không dứt bên tai, vang vọng trong đại sảnh. Ta có thể làm được, ta tuyệt đối có thể làm được. Mông Trùng thỉnh thoảng dừng lại, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Thế nhưng ánh mắt gã lại sáng ngời, một khắc cũng không chịu buông lỏng. Rất nhanh, gã lại bắt đầu huấn luyện đặc biệt. Chu gia, đệ làm được rồi, A Thầm. Chu Trụ bước ra khỏi Như Ý Linh Tịch trận, lúc này gã đã là luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Chu Trạch Thâm gật đầu, đại trụ, ngươi được làm đấy. Chu Trụ, nếu như giữa chừng không bị trì hoãn, đệ có thể sẽ tu thành nhanh hơn. Mông Trùng không bị thích khách quấy nhiễu, nhất định hắn đã tu thành sớm hơn đệ rồi. 4 đại thế lực tiên thành, cũng chỉ có Ninh gia không bị tập kích. Chu Trạch Thâm lắc đầu, ngươi muốn nói là Ninh gia động thủ. Chưa nói đến không có chứng cứ đi, theo ta thấy, cũng chưa chắc đã phải. Nếu như Ninh gia thật sự vô cùng lo lắng, sợ nhà mình tụt lại phía sau, sẽ không chậm rãi lựa chọn người cải tu như vậy. Từ kết quả mà nói, Ninh gia vẫn là một người xếp sau cùng, còn phủ thành chủ vẫn giữ ưu thế đứng đầu như cũ. Trên phương diện cá nhân ta lại cảm thấy khả năng thứ hai càng lớn hơn. Có lý, Chu Trụ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên hai mắt đảo ngược. Phịch, gã ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Chu Trạch Thâm kinh hãi, đại trụ, ngươi làm sao vậy?
hồn phách, hồn của ngươi đâu? Ngươi đâu? Mau tới đây. Địch tập, lại, có địch tập. Theo tiếng hô hoán của Chu Trạch Thâm, toàn bộ Chu gia đều bị kinh động, trở nên vô cùng hỗn loạn. Chủ điện Dung Nham Tiên Cung, Long Hoan Hỏa Linh rụt đầu rụt cổ, chịu đựng roi quất. Gian phòng số 1. Chu Trụ lần mò rất lâu, lúc này mới nghĩ đến việc vận chuyển ngũ hành khí luật quyết, dẫn dắt cơ quan linh kiện. Gã hao phí thời gian quá lâu, cho nên khi đến gần cửa số 1, linh lực hao hết, mộc ngẫu thân thể vô lực ngã xuống đất. Thất bại, Chu Trụ trở về, trực tiếp mang theo tin tức quý giá. Một đêm này, cao tầng Chu gia thức trắng không ngủ. Chu Trạch Thâm ngay trong đêm hôm đó tiến hành tấn công. Ninh Chuyết há miệng lớn ăn uống, ăn đến mức phần bụng rõ ràng phình lên. Hắn nhắm hai mắt lại, đứng thẳng người, âm thầm vận chuyển công pháp, mai nhiễm huyết cân công. Tinh huyết của hắn được cường hóa, huyết khí gia tốc vận chuyển, tinh huyết lưu chuyển, thẩm thấu vào bên trong da thịt, để cho da thịt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy dày lên. Luyện tinh tầng 1, rất nhanh hắn liền cảm thấy đói bụng. Trịnh gia. Ồ. Trịnh Tiễn trong lúc nghỉ ngơi đột nhiên nghe được một tin tức, Chu Trụ của Chu gia lại bị tập kích. Cho nên để phòng ngừa bất trắc, gần đây xung quanh luyện khí thất đều sẽ tăng cường nhân thủ, bảo vệ nghiêm ngặt. Người hầu bẩm báo như vậy, Trịnh Tiễn lại nhíu mày, mơ hồ cảm thấy tin tức này có gì đó mờ ám. Thôi kệ, ta hiện nay đã luyện khí tầng 2. Dốc thêm chút sức nữa, tu luyện đến tầng 3 đỉnh phong đi. Trịnh Tiễn tiếp tục khổ tu. Gã ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, không ngừng tích sức pháp lực, bên cạnh có mấy món pháp khí hình móc câu bay múa xoay quanh gã. Ninh Chuyết cũng ngồi trên một cái bồ đoàn, trước mặt còn đốt lên một nén hương. Đây là an thần hương, có thể trợ giúp hắn tu luyện kính đài thông linh kinh. Môn công pháp này có thể gia tăng thần tàng của hắn, tăng cường nội tình thần hải. Một nén hương kia cháy hết, thần niệm trong thượng đan điền của Ninh Chuyết tăng thêm 600 hạt, hiệu suất kinh người. Trước kia ta ăn rất nhiều bánh ngọt kim ti ngọc lộ, bản thân vốn đã có nội tình thâm hậu. Lần này dựa vào kính đài thông linh kinh, dần dần khai phá ra, khiến tu vi thần tàng tăng tiến vô cùng rõ ràng. Mang theo vui sướng nhẹ nhàng, Ninh Chuyết dừng chuyện nghỉ ngơi, tiếp tục khổ tu, luyện thần tầng 1. Sau khi đạt tới tầng 1, thần niệm tụ tập trong thượng đan điền, hình thành một mặt linh kính. Thông qua linh kính này, Ninh Chuyết liền có thể câu thông với vạn vật có linh trong thiên địa tự nhiên. Sinh mệnh càng thông tuệ, sẽ càng có linh tính. Con người là vạn vật chi linh. Cung linh Dung Nham Tiên Cung cũng là vật có linh, ta có thể câu thông với nó hay không? Ninh Chuyết thầm nghĩ. Chương 56, bất ngờ. Luyện khí tầng 3 đỉnh phong, Trịnh Tiễn bị rút hồn vào cung rồi. Trong một cái chớp mắt khi tin tức vừa đến, thiên phú xuyên tâm động kiến của gã cũng lập tức được kích phát. Vượt qua gian phòng số 1, tiến vào gian phòng số 2, gã theo bản năng thôi động ngũ hành khí luật quyết. Một lát sau gã chạm vào cánh cửa, khi lựa chọn ban thưởng, gã một lần nữa nín thở ngưng thần, muốn kích phát xuyên tâm động kiến một lần nữa. Lại không có động tĩnh, Trịnh Tiễn cũng không nhụt chí, phân tích một chút rồi lựa chọn cơ quan bộ phận thượng điếu hoàn. Tuy gã không am hiểu cơ quan thuật, nhưng lại có kinh nghiệm luyện khí cực kỳ thâm hậu, rất nhanh đã thử nghiệm ra cách sử dụng thực sự. Nhưng một khắc khi gã vừa định đẩy cửa, một cỗ cảm giác kinh hãi vô song điên cuồng ập đến tâm linh của gã. Sẽ chết! Sẽ chết! Sẽ chết! Trực giác mà xuyên tâm động kiến ban cho khiến cả thể xác lẫn tinh thần gã rung động. Trịnh Tiễn cắn răng, ngược lại càng kích phát thêm nhiều dũng khí, nói như vậy, sau cánh cửa này có đồ vật chí mạng ư. Không tận mắt nhìn xem, làm sao biết được. Gã đẩy cửa, nhanh chân bước vào. Ầm! Gã lập tức vỡ nát. Địa lao. Ninh Chuyết nhẹ nhàng buông lỏng xiềng xích, nói với Hàn Minh, những ngày qua ngươi đã vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Từ trước đến nay, hắn đều dùng xiềng xích để trói buộc Hàn Minh, khiến nàng duy trì tư thế đứng yên. Xét thấy sau khi đối phương thay đổi thái độ, chủ động phối hợp với Ninh Chuyết, nhượng lại tinh hoa hồn phách, Ninh Chuyết cũng không ngừng nới lỏng điều kiện ước thúc. Lần này thả dài xiềng xích, có thể để cho Hàn Minh trực tiếp nằm trên mặt đất. Hàn Minh cũng rất mệt mỏi, sau khi ngã xuống đất, nàng liền nhắm mắt lại, chìm vào trong mê ngủ. Ninh Chuyết hấp thụ hết hồn tinh trong nhiếp hồn toa, phát hiện hồn lực của mình đã gần đạt đến mức gấp 50 lần ban đầu. Nội tình hồn phách, bánh ngọt kim ti ngọc lộ, cùng với rất nhiều đan dược, đều để cho ta bảo trì tốc độ luyện thần ở mức cao.
Ma công vốn là nhanh nhất, nhưng tốc độ của kính đài thông linh quyết cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại Ninh Chuyết đã tu luyện cả hai môn công pháp đến tầng 1. Đây là thời kỳ hắn tiến bộ nhanh nhất từ trước đến nay. Gần như mỗi ngày đều có tiến triển rõ rệt. Điều này khiến hắn chìm đắm trong tu luyện, không thể tự thoát ra được. Trịnh Tiễn dốc toàn lực, đẩy cánh cửa thứ nhất ra. Ầm. Chu Trụ nghiến răng nghiến lợi, đâm vào cánh cửa thứ nhất. Ầm. Trịnh Tiễn, hừ, đổi cách suy nghĩ một chút. Lần này ta dùng dây của Thượng Điếu Hoàn để chắn cự chùy trên đỉnh đầu. Nó hẳn là có thể tranh thủ cho ta một chút thời gian. Ầm. Chu Trụ, theo phương pháp A Thâm dạy cho ta, lần này ta hẳn là có thể đột phá. Ầm. Năm bảng đều đứng đầu. Luyện tinh tầng 2, luyện thần tầng 2. Ninh Chuyết vui vẻ nhận lấy ban thưởng. Linh thạch là phải chọn, hơn nữa hắn còn chọn hai lần. Lập tức có 200 khối linh thạch đến tay. Không còn cách nào khác, theo Chu Trụ và Trịnh Tiễn gia nhập vào, cơ quan cạm bẫy của Ninh Chuyết tiêu hao càng lúc càng nhanh. Còn lại 3 lần cơ hội lựa chọn, Ninh Chuyết chọn 2 phần pháp thuật, 1 phần cơ quan bộ phận. Hắn đã thử, nghiệm ra, nếu như lựa chọn pháp thuật đã học được, vậy kinh nghiệm, thể hội thu được sẽ nhiều hơn, có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian, tinh lực, là lựa chọn có lợi nhất. Những cơ quan bộ phận còn lại, hắn đã nghiệm chứng suy đoán trước đó, bộ phận được chọn từ bảng xếp hạng sẽ được coi là di sản, kế thừa cho lần thăm dò tiếp theo. Thế nhưng cơ quan bộ phận mà Ninh Chuyết đổi được, trên cơ bản đều được sử dụng để bố trí cạm bẫy. Sự bố trí của Ninh Chuyết khiến trải nghiệm thăm dò của Chu Trụ và Trịnh Tiễn từ kinh ngạc lần đầu tiên, lập tức trượt xuống kinh hãi, sau đó là thống khổ, cuối cùng sa ngã thành tuyệt vọng. Tại sao lại khó như vậy? Đã mất thời gian bao lâu rồi, chúng ta vẫn chưa thể vượt qua cánh cửa thứ nhất sao? Trịnh Tiễn, Chu Trụ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn họ đã sớm chạm mặt nhau, cũng đã xác nhận thân phận của đối phương. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Chu Trụ, chúng ta chỉ có hợp tác mới có hy vọng vượt qua. Trịnh Tiễn chủ động đề nghị. Chu Trụ gật đầu, được, vậy ngươi đi trước. Trịnh Tiễn khẽ giật mình, nhìn chằm chằm gã, ngươi đang nói đùa gì vậy? Thể trạng ngươi cao lớn như vậy, giống như một cây cột. Ta xông vào cùng ngươi, ngươi chống đỡ cự chùy, tranh thủ thời gian là ta có thể xông qua. Vì sao không phải là ngươi đỡ giúp ta? Chu Trụ phản bác. Hai người đều không thể thuyết phục đối phương, nhất thời rơi vào thế giằng co. Ai cũng không muốn may áo cưới cho đối phương. Thông qua cơ quan bộ phận được giấu kín, Ninh Chuyết sau đó đã quan sát được một màn này. Xem ra ngày mà Chu gia, Trịnh gia và Phủ Thành chủ hợp tác đã không còn xa. Ninh Chuyết âm thầm hiểu rõ. Đây là điều tất yếu. Không hợp tác, ngay cả cánh cửa thứ nhất cũng không thể vượt qua, chỉ có hợp tác mới có hy vọng. Trên thực tế, cao tầng của Chu gia và Trịnh gia đều đã đạt thành chung nhận thức, cho rằng hợp tác chân thành mới là nền tảng để vượt qua khảo hạch. Chu gia, Tam Tông Thượng Nhân lòng dạ từ bi, đang khuyên chúng ta chung sống hòa bình, hợp tác lẫn nhau a. Trịnh gia, nhất định là như vậy. Dung Nham Tiên Cung xuất thế, tin tức ngầm đã bắt đầu lan truyền rộng rãi. Chúng ta phải nắm chắc thời gian, hợp tác chân thành, tranh thủ đoạt được Tiên Cung trước khi thế lực bên ngoài kịp phản ứng. Sau khi Chu gia và Trịnh gia đạt được đồng thuận, liền bí mật liên lạc với Phủ Thành Chủ. Mông Trùng bị tìm đến cửa, biết được ý định của hai nhà, gã khinh thường hừ lạnh, kẻ yếu mới ôm đoàn thành bầy, cường giả chân chính đều độc lai độc vãng. Mông Trùng sau khi huấn luyện đặc biệt có thành tựu, lại bị đưa vào Dung Nham Tiên Cung lần nữa. Dưới sự chú ý đầy phấn khích của Long Ngoan Hỏa Linh, gã đẩy cửa bước vào. Cạch! Một tiếng vang khẽ, điện mang bắn ra, lưới đánh cá đến muộn một nhịp. Cự chùy đập xuống nhưng lại rơi vào khoảng không. Giữa các vách tường, khắp nơi đều là sợi tơ trong suốt, sắc bén, cứng cỏi. Mông Trùng phân biệt vị trí của mỗi một sợi tơ, men theo khe hở, xuyên qua mọi chướng ngại. Gã ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng trước cánh cửa thứ hai, chỉ là gian phòng số 2, chẳng qua chỉ có vậy. Gã lựa chọn ban thưởng linh thạch, đột nhiên dùng sức, đẩy cửa ra, đặt chân vào gian phòng số 3. Trong gian phòng số 3, 30-40 con nhân ngẫu đồng loạt ngẩng đầu, từng đôi mắt lóe lên ánh vàng chói mắt. Đây đều là những thứ bị Ninh Chuyết đóng băng, vất vả chuyển từ các cửa ải phía sau đến gian phòng số 2. Mông Trùng trầm mặc. Một lát sau, hồn phách của gã quy về thể xác. Bởi vì sử dụng tiên tư quá nhiều lần, xương gò má của Mông Trùng lúc này nhô lên cao, bọng mắt thật to đã hiện lên màu xanh tím. Gian phòng số 3,
lại càng khó. Gã trừng mắt, muốn bò dậy tiếp tục tu luyện. Nhưng hiện tại gã đã quá mệt mỏi, vừa định đứng dậy liền hai mắt tối sầm, trực tiếp ngủ thiếp đi. Quả nhiên là thiên tư siêu hạng A. Ninh Chuyết sau khi xem xong cảnh tượng mông trùng vượt quan, không khỏi thốt lên cảm khái từ tận đáy lòng. Tuy mông trùng tạm thời không liên thủ, vẫn đơn độc hành động như trước, nhưng thành công của hắn nhất định sẽ càng kích thích Chu gia và Trịnh gia liên thủ. Biết được tình hình thực tế, ba thế lực này nhất định sẽ dốc toàn lực đốc thúc những người khác cải tu. Vì vậy, tiếp theo ta phải đối mặt với càng ngày càng nhiều đội ngũ tu sĩ. Ninh Chuyết dần dần cảm thấy mình không thể áp chế được nữa. Người càng nhiều sẽ khiến một chuyện khác càng thêm phiền toái hơn, đó chính là xác suất Ninh Chuyết ra vào tiên cung bị người khác phát hiện, từ đó bại lộ sẽ tăng mạnh. Ngày hôm đó, hắn lại tiến vào dung nham tiên cung lần nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn tiến vào gian phòng số 2, phát hiện tất cả cơ quan đều bị phá hủy. Tòa thiên quân trọng trùy đài nọ bị xô đến mép tường. Cự mộc đánh ngang bị gãy từng đoạn. Hiện trường là một mảnh hỗn độn. Hắn vội vàng lấy cơ quan bộ phận được giấu kín ra, xem lại cảnh tượng xảy ra trước đó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả thể xác lẫn tinh thần của Ninh Chuyết chấn động. Các bạn đang nghe chuyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 57, Viên Đại Thắng. Một con cơ quan viên hầu khổng lồ hiện ra trước mắt Ninh Chuyết. Con viên hầu cao lớn, ít nhất cũng phải bằng 4-5 lần chiều cao của mộc ngẫu Ninh Chuyết. Thân hình nó vô cùng lực lưỡng, cánh tay tráng kiện, thậm chí còn to hơn cả thân hình của mộc ngẫu Ninh Chuyết. Con viên hầu này không hề cồng kềnh chút nào. Nó chỉ khẽ đẩy một cái, cánh cửa đầu tiên đã bị mở ra, sau đó cúi người bước vào trong. Chiều cao của cửa thậm chí còn chưa đến phần eo của nó. Cơ quan lập tức khởi động, thiên quân trọng trùy đài nhắm thẳng vào nó giáng xuống. Cơ quan viên hầu thậm chí còn không ngẩng đầu, trực tiếp đưa tay ra, chủ động đón đỡ. Cùng lúc đó nó đứng thẳng người, khí thế hừng hực tựa như một ngọn núi, đột ngột từ dưới mặt đất vươn lên. Cánh tay tráng kiện chạm vào thiên quân trọng trùy đài, cũng không cậy cứng đỡ đòn, mà nhẹ nhàng ngăn cản, khéo léo dẫn dắt thiên quân trọng trùy đài lệch hướng. Ầm, thiên quân trọng trùy đài bị hai tay cơ quan viên hầu nhẹ nhàng dẫn dắt, quỹ tích bị lệch, đập mạnh vào trên bức tường bên cạnh. Cơ quan viên hầu vẫn giữ nguyên tư thế thong dong. Từ lúc mới bước vào phòng, nó đã đặt chân ở nguyên chỗ, chỉ đứng thẳng người, không hề di chuyển dù chỉ một chút. Hóa giải xong cạm bẫy này, cơ quan viên hầu cúi xuống nhìn cánh tay của mình. Nếu như cường ngạnh đỡ đòn, cánh tay bằng gỗ của nó chắc chắn đã sớm gãy nát. Nhưng hiện tại cũng chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ, 4 lạng bạc ngàn cân. Ninh Chuyết nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt mới ý thức được bản lĩnh cận chiến của cơ quan viên hầu này e rằng còn cao hơn cả đám nhân ngẫu công phu. Chỉ một chiêu vừa rồi, cử trọng nhược khinh, trong nhu có cương, thể hiện ra một loại vẻ đẹp lực lượng ung dung, tào nhã. Cơ quan viên hầu lại tiếp tục tiến lên. Vút! Nó lại kích hoạt cơ quan, lưới đánh cá tơ vàng từ dưới đất bay lên, chụp xuống người nó. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, hai tay dang rộng, hai bàn tay chính xác nắm lấy mép của lưới đánh cá tơ vàng. Nó ở trên không trung xoay người một cái, thân hình nặng nề rơi xuống đất nhưng chỉ phát ra tiếng động rất nhỏ. Còn lưới đánh cá tơ vàng đã bị nó xé rách, theo quán tính phủ lên người nó, trở thành một chiếc áo choàng có chút tác dụng phòng ngự. Ninh Chuyết nhìn đến mức trợn mắt há hốc mồm, đây tuyệt đối là một đại sư võ thuật. Toàn bộ động tác của cơ quan viên hầu nước chảy mây trôi, biến nguy thành an, lực lượng mạnh mẽ, có thể xé rách lưới đánh cá tơ vàng. Nhưng khả năng kiểm soát lực đạo lại cực kỳ chính xác. Tiếp theo Ninh Chuyết nhìn thấy cơ quan viên hầu liên tục vượt qua các cửa ải, tốc độ cực nhanh, vượt xa tốc độ lùi về phía sau của gạch lát nền. Trong quá trình này, vô số cự mộc đập tới, cơ quan viên hầu vung vẩy hai tay, lúc thì như trọng trùy đập nát cự mộc, lúc thì như cây thương dài xuyên thủng chướng ngại vật. Nó lúc thì nhảy lên, thân hình linh hoạt, cử trọng nhược khinh. Lúc thì án binh bất động, vững vàng như cột trụ trong đại sảnh. Nó cứ như vậy từng bước một, đập tan tất cả cơ quan cạm bẫy, giống như một chiếc xe ủi đất với vũ điệu vô cùng tao nhã. Khi đến cửa thứ hai, nó lộ ra vẻ trầm tư. Sau vài hơi thở mới lựa chọn linh thạch làm ban thưởng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Ninh Chuyết khẽ động, thân hình nó to lớn như vậy, linh lực tiêu hao chắc chắn không ít.
cho nên nhất định phải là linh thạch. Ninh Chuyết xem xong, gắn lại cơ quan bộ kiện giám sát trong tay vào góc tường. Hắn lập tức đi đến phòng số 3. Cảnh tượng trong phòng số 3 khiến trong lòng hắn chấn động. 30, 40 nhân ngẫu công phu đều đã ngã trái ngã phải, phần lớn đều trở nên tàn tật nghiêm trọng, có cái còn bị phá hủy hoàn toàn. 45 ngày qua, số lần Ninh Chuyết tiến vào dung nham tiên cung đã không thể đếm xuể. Hắn đây là lần đầu tiên phát hiện nhân ngẫu công phu có thể bị phá hủy. Ninh Chuyết lập tức lấy cơ quan bộ kiện giám sát ra, sau khi kiểm tra lại nhất thời im lặng. Cơ quan viên hầu sau khi đến phòng số 3, lập tức bị đông đảo nhân ngẫu công phu vây công. Thân hình nó khổng lồ, võ kỹ xuất chúng, nhưng dù sao cũng chỉ có hai tay hai chân, theo lẽ thường sẽ phải chịu thiệt thòi mới đúng. Nhưng sau khi xem xét, Ninh Chuyết mới hiểu được thế nào gọi là trên người đại sư võ thuật, bất cứ bộ phận nào cũng có thể trở thành vũ khí. Cơ quan viên hầu lăn lộn trong phòng số 3, nhảy vọt, phủ phục, nắm đấm, khuỷu tay, đầu, ngực, lưng, thậm chí cả đuôi, mông đều là vũ khí của nó. Nó vung hai tay, quét ngang một mảnh, khuỷu tay như mũi khoan, đâm thủng ngực nhân ngẫu công phu. Ngẩng đầu húc lên, đánh bay nhân ngẫu lên trần nhà. Đợi nhân ngẫu rơi xuống, cơ quan viên hầu lại dùng đuôi như cái roi, hung hăng quất một cái, đánh bay cơ quan nhân ngẫu, đập trúng ba bốn nhân ngẫu khác. Cứ như vậy, cơ quan viên hầu như khuấy động vô số cơn lốc xoáy, xoay vòng vòng trong phòng. Nhân ngẫu công phu liên tục ngã xuống, sau đó lần lượt bị đánh bay. Cuối cùng khi cơ quan viên hầu đứng im tại trung tâm căn phòng, tất cả nhân ngẫu công phu đều nằm la liệt trên đất, ngay cả hào quang màu vàng trong mắt cũng mở đi. Ninh Chuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta đã có chút minh bạch. Đây mới là phương pháp chính xác để vượt qua phòng số 3. Sử dụng võ thuật để đánh, có thể phá hủy nhân ngẫu công phu. Nếu như dùng pháp thuật để gian lận, phá hủy nhân ngẫu sẽ bị nghiêm cấm. Võ kỹ của cơ quan viên hầu này thật sự cao minh, Ninh Chuyết không khỏi cảm thán từ đáy lòng. Mỗi lần hắn vượt qua phòng số 3 đều là dùng pháp thuật để gian lận. Hắn không chỉ học được tất cả pháp thuật, còn thông qua ban thưởng xếp hạng hàng tuần, nhận được rất nhiều kinh nghiệm thi triển pháp thuật, đã sớm trở thành một tay lão luyện. Nếu như ta muốn giao chiến với nó, nhất định phải kéo dài khoảng cách, sử dụng pháp thuật tấn công từ xa mới có cơ hội chiến thắng. Cận chiến, một chút khả năng chiến thắng cũng không có. Tu sĩ luyện khí 3 tầng đầu, đôi khi sẽ bị võ sư phàm nhân đánh chết. Loại chuyện như vậy cũng không phải là hiếm thấy. Nhìn thấy cơ quan viên hầu sau khi lại lựa chọn linh thạch làm ban thưởng, rời khỏi phòng số 3, Ninh Chuyết cũng vội vàng gắn cơ quan bộ kiện giám sát lại, nhanh chân đuổi theo. Trong phòng chỉnh đốn, ngoài hắn ra cũng không còn ai khác. Điều này khiến trong lòng Ninh Chuyết khẽ buông lỏng, ngay sau đó lại càng thêm căng thẳng. Một phương diện, hắn không cần phải chiến đấu trong phòng chỉnh đốn. Không gian nơi này vẫn tương đối chật hẹp, mặt khác điều này có nghĩa là cơ quan viên hầu đã vượt qua nơi này, đi đến chỗ càng sâu hơn. Ninh Chuyết cầm lấy cơ quan bộ kiện giám sát, lại phát hiện cơ quan viên hầu đã đi vòng vòng ở đây rất nhiều lần. Cẩn thận quan sát các bệ cơ quan, thậm chí còn cầm lấy một số công cụ chế tác xem xét, rồi lập tức đặt xuống. Cuối cùng cơ quan viên hầu dừng lại trước bảng xếp hạng cột đá 5 mặt, chăm chú quan sát rất lâu. Điều khiến Ninh Chuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm là cơ quan viên hầu không hề rót linh lực vào cột đá, cho nên cũng không có được ấn ký của đệ tử thí luyện. Ninh Chuyết cũng đi đến trước cột đá 5 mặt. Khi nhìn thấy bảng xếp hạng, hắn lập tức giật nảy mình. Hắn chỉ còn đứng đầu 4 bảng, trong đó có một bảng, hắn bị đẩy xuống vị trí thứ 2. Bảng luyện khí vẫn là đồng hạng nhất, nhưng bảng luyện tinh lại rơi xuống phía sau. Ta hiện tại cũng đã luyện tinh tầng 3 rồi. Đây là có chuyện gì? Cơ quan viên hầu hiển nhiên là có cơ duyên khác, đã sớm tu luyện ma nhiễm huyết cân công. Viên đại thắng, Ninh Chuyết nhìn chằm chằm vào tính danh của cơ quan viên hầu, rơi vào trầm tư. Cơ quan viên hầu rõ ràng là yêu tu phi nhân loại. Từ việc nó am hiểu võ kỹ, cho đến những biểu hiện trong phòng chỉnh đốn, đều có thể nhận thấy trí tuệ của nó không tầm thường. Nó có tính danh, hơn nữa ta hình như đã từng thấy cái tên này ở đâu đó. Trong lòng Ninh Chuyết có rất nhiều nghi hoặc. Yêu tu tên viên đại thắng này rốt cuộc là làm sao có được ma nhiễm huyết cân công từ sớm vậy? Nó sinh sống ở bên trong hỏa thị tiên thành sao? Ban đầu Ninh Chuyết cho rằng con cơ quan viên hầu này rất có thể là một con hỏa dung ma viên nào đó trong núi lửa. Nhưng những phát hiện sau đó khiến hắn từ bỏ loại suy đoán này.
rốt cuộc là ta đã thấy được tính danh này ở nơi nào. Chương 58, Ma Nhiễm. Mộc Ngẫu Ninh Chuyết cuối cùng vẫn không gặp được cơ quan viên hầu Viên Đại Thắng. Khi hắn đến phòng số 7, hắn phát hiện bộ phận của cơ quan viên hầu đang nằm sõng soài trên mặt đất, đang bị vòng sáng truyền tống đi. Đây là thủ đoạn dọn dẹp của Dung Nham Tiên Cung. Vòng sáng không chỉ có thể truyền tống ban thưởng đến, mà còn có thể dọn dẹp tạp vật. Ninh Chuyết trước đó đã phát hiện hiện tượng này, cho nên không lấy làm lạ. Hắn xem xét cơ quan bộ kiện giám sát, phát hiện cơ quan viên hầu bại bởi linh lực. Thể trạng của nó quá to lớn, chỉ riêng việc duy trì cũng cần rất nhiều linh lực. Nó dọc đường đều chọn linh thạch ban thưởng, nhưng chung quy không chống đỡ nổi, không chịu được tiêu hao. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến việc ta đã trang bị thêm nhiều cơ quan cạm bẫy từ phòng số 1 đến phòng số 9. Tâm tình Ninh Chuyết vô cùng nặng nề. Thực lực Viên Đại Thắng quá mạnh mẽ, tạo ra xung kích cực lớn đối với bố cục của hắn. Hơn nữa loại xung kích tiêu cực này có thể mang đến ảnh hưởng trái chiều, rất có thể đưa Ninh Chuyết vào chỗ chết. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Viên Đại Thắng vượt quan, đã thông qua đến phòng số 7. Tiếp theo nó, sẽ càng quen thuộc nơi này. Mặc dù vẫn có nhược điểm về tiêu hao linh lực quá nhiều, tuy nhiên một khi trèo trống qua 7 ngày, nó có thể nhận được ban thưởng trên bảng xếp hạng. Đến lúc đó linh lực dồi dào đến cực điểm, rất có thể sẽ một lần liên tiếp thông quan, vượt lên trước ta. Điều này mang đến áp lực cực lớn cho Ninh Chuyết. Hắn mang tâm sự nặng nề vượt qua phòng số 9, một lần nữa đến đại sảnh trung chuyển. Âm thanh cơ quan vang lên, tường đá hạ xuống, lộ ra ba cánh cửa Phật, đạo, ma. Trước đó Ninh Chuyết đã từng bước vào đạo môn, phát hiện độ khó của cửa ải cực cao. Tuy không phải không có hy vọng vượt qua, nhưng sẽ hao phí thời gian, tinh lực đến mức khó lường. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Ninh Chuyết quyết định trước tiên luyện thành công pháp mới. Theo hiểu biết của hắn về Dung Nham Tiên Cung, lý giải về Tam Tông Thượng Nhân, hai môn công pháp này chắc chắn sẽ có chỗ hữu dụng. Chính là câu nói, mài dao không chậm trễ việc đốn củi. Lần này Ninh Chuyết đến trước ma môn. Hắn đưa hai tay ra, lòng bàn tay áp vào cửa, âm thầm thôi động ma nhiễm huyết cân công. Sau khi ma công vận chuyển, rất nhanh đã hấp thu được từng luồng huyết khí từ trong cửa trào ra. Huyết khí đỏ tươi men theo cánh tay, lan ra toàn thân Ninh Chuyết, đồng thời dần dần ngưng tụ thành một viên huyết tinh trong cơ thể Mộc Ngẫu. Đây chính là tinh hoa kết tinh của huyết lực. Sau khi Ninh Chuyết có được huyết tinh, liền không thể hấp thu huyết khí được nữa, đồng thời còn phát hiện ma môn có thể đẩy ra. Hắn chính thức bước vào ma môn, phát hiện trong phòng cơ quan cạm bẫy dày đặc, rất nhiều nhân ngẫu công phu đang đi lại trong đó. Ninh Chuyết quan sát một lát, liền có kết luận sơ bộ, độ khó của cửa ải này không khác biệt lắm so với đạo môn bên kia. Những nhân ngẫu công phu này từng kiện một đều huyết khí ngút trời, dường như cũng mang huyết tinh. Điều này có phải mang ý nghĩa, bọn chúng cũng có thể sử dụng ma nhiễm huyết cân công hay không? Ninh Chuyết thử vượt quan. Ma nhiễm huyết cân công. Hắn thôi động công pháp, huyết khí toàn thân ngưng kết, hình thành từng lớp gân mạch da thịt cấu tạo phức tạp, phân bố khắp cơ thể, tập trung trọng điểm ở một vài khớp xương. Dưới sự gia trì của huyết khí da thịt, tốc độ chạy, nhảy, né tránh của Ninh Chuyết đều tăng lên một đoạn lớn. Không chỉ tốc độ, mà lực lượng, phòng ngự cũng đều tăng lên. Mặc dù những cơ quan cạm bẫy này bị kích hoạt, nhưng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Ninh Chuyết. Phiền phức chính là đám nhân ngẫu công phu đang đuổi tới. Suy đoán trước đó của Ninh Chuyết đã được kiểm chứng. Những nhân ngẫu công phu này quả nhiên có thể sử dụng ma nhiễm huyết cân công. Dưới sự hỗ trợ của ma công, tính uy hiếp của nhân ngẫu công phu tăng vọt gấp bội, càng thêm khó đối phó. Ninh Chuyết kiên trì đến đoạn giữa cửa ải, bị ba nhân ngẫu công phu vây công. Nhân ngẫu công phu vận dụng huyết khí, đánh vào trên người Ninh Chuyết. Trên cơ thể mộc, ngẫu của Ninh Chuyết nhanh chóng bị bao phủ bởi huyết khí gân mạch của chúng. Những huyết khí gân mạch này vừa xuất hiện, liền tạo ra quấy nhiễu nghiêm trọng đối với mỗi một động tác của Ninh Chuyết. Hắn chỉ có thể dựa vào pháp thuật, cùng với cánh tay cơ quan bay lượn để chống đỡ. Chỉ chống đỡ được một lát, hắn cuối cùng không chịu đựng nổi, cả người bị huyết khí bao trùm, một lượng lớn huyết khí gân mạch phong ấn toàn thân hắn. Ba nhân ngẫu công phu đồng thời ra tay, mộc ngẫu của Ninh Chuyết cuối cùng bị chúng đánh bể, vỡ vụn trên mặt đất. Thì ra ma nhiễm huyết cân công còn có thể sử dụng như vậy. Mặc dù đã thất bại, nhưng Ninh Chuyết lại có thu hoạch rất lớn. Trở lại phòng làm việc dưới mặt đất, hắn tiến hành kiểm chứng phương diện này. Huyết khí ngưng kết thành gân mạch,
không chỉ có thể trợ giúp bản thân tu sĩ tăng cường khả năng hành động kèm theo nhất định lực phòng ngự, mà còn có thể ăn mòn những người khác. Dùng huyết khí của mình để ăn mòn, ô nhiễm huyết khí của người khác, tạo ra một lượng lớn huyết khí gân mạch trong cơ thể và bên ngoài cơ thể đối phương là có thể tiến hành giam cầm. Không chỉ là giam cầm, nói chính xác hơn là khống chế. Trong lòng Ninh Chuyết chấn động, trong nháy mắt, hắn đã nhìn ra ý niệm cốt lõi của ba môn công pháp Tam Tông Thượng Nhân sáng tạo ra ba môn công pháp này, mục đích chính là khống chế cơ quan tạo vật. Ngũ hành khí luật quyết có thể đạt được pháp lực ngũ hành, phạm vi áp dụng cực rộng, ngũ hành huyền ti tạo ra có thể khống chế tuyệt đại đa số cơ quan tạo vật. Ma nhiễm huyết cân công là ban cho huyết khí ra thịt, tăng cường khả năng hành động, lực lượng của cơ quan tạo vật về mọi phương diện, có thể tăng cường trình độ khống chế. Kính đài thông linh kinh là thông qua linh kính thần niệm, câu thông với linh vật. Rõ ràng, nó sẽ tạo nên phối hợp với một số cơ quan bộ phận. Ninh Chuyết tiếp tục thăm dò. Hắn lại phát hiện, ở giữa huyết khí đồng nguyên lại càng dễ ăn mòn, ô nhiễm, thậm chí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giữa những huyết khí dị nguyên thì thể hiện nhiều hơn ở trên phương diện áp chế, quấy nhiễu. Những thu hoạch này đều đáng mừng, nhưng tâm tình Ninh Chuyết lại càng thêm nặng nề, bởi vì hắn nghĩ đến Viên Đại Thắng. Con viên hầu này không biết đã sớm nắm được ma nhiễm huyết cân công từ chỗ nào. Tu vi luyện khí của nó hẳn là giống ta, đều là tầng 3 đỉnh phong. Nhưng về phương diện luyện tinh, nó đứng đầu bảng xếp hạng, đẩy ta xuống dưới, chứng tỏ nó nhất định đã vượt qua tầng 3. Tu vi chân chính rốt cuộc là như thế nào? Cơ quan viên hầu lần đầu vượt quan, liền thông qua đến phòng số 7, thành tích như vậy quá mức kinh khủng. Kinh khủng hơn là ở giai đoạn này, nó chỉ có thể vận dụng linh lực. Nếu như để nó tiếp xúc với ma môn, có được huyết khí chi lực, thực lực của nó mới được chân chính thể hiện ra. Ninh Chuyết đã cảm nhận được sự diệu dụng của ma nhiễm huyết, cân công, môn ma công này ra chỉ đối với bản thân là vô cùng lớn. Nếu cơ quan viên hầu có được trợ giúp như vậy, nhất định sẽ như hổ mọc thêm cánh, một bước lên trời. Đến lúc đó, nó nhất định sẽ vượt qua ta, trở thành người đứng đầu. Tuyệt đối không thể để nó tiếp xúc với ma môn. Ninh Chuyết kéo ngăn kéo ra, lấy ngọc giản, bắt đầu tra tìm tin tức. Tìm thấy rồi, hắn rất nhanh đã có phát hiện. Thật sự là một con hỏa dung ma viên, chỉ bất quá là linh sủng của tu sĩ. Tu sĩ viên nhất, khai sáng hầu đầu bang. Hỏa dung ma viên, Viên Đại Thắng chính là linh thú trấn bang. Ta đã nói rồi, đã từng thấy qua cái tên Viên Đại Thắng này ở nơi nào đó. Thì ra nó không phải tên người, mà là tên của một con linh thú. Ninh Chuyết trước kia chế tạo cơ quan hỏa bạo hầu, đã từng chú ý qua hầu đầu bang, cũng có chút ấn tượng đối với cái tên Viên Đại Thắng này. Hiện giờ điều đáng giá vui mừng nhất chính là ta biết tên của nó, mà nó lại không biết tên của ta. Địch sáng ta tối, một khắc nó leo lên bảng xếp hạng chính là lộ ra sơ hở cực lớn. Diệt trừ nó, nhất định phải mau chóng diệt trừ nó. Trong mắt Ninh Chuyết lóe lên một vệt sát ý lăng lệ. Các bạn đang nghe truyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 59, Chu Huyền Tích. Thuộc hạ Phí Tư cầu kiến thành chủ đại nhân. Phí Tư đứng trên đỉnh Hỏa Thị Sơn, hướng về phía tầng tầng lớp lớp mây khói trên đỉnh đầu khom người hạ bái. Mây khói cuồn cuộn như bức màn tre bị xốc lên, để lộ ra thân ảnh Hỏa Thị thành chủ. Phí Tư chậm rãi bay lên, đến gần thành chủ. Y lại hành lễ một lần nữa, bắt đầu báo cáo công việc cần giải quyết trong thành. Sự vụ trong Hỏa Thị Tiên Thành hầu như đều do y xử lý, chỉ có một số việc trọng đại mới báo cáo thành chủ quyết định. Ngày thường, Hỏa Thị thành chủ dành phần lớn thời gian cho việc tu hành cá nhân. Gã là tu sĩ Nguyên Anh duy nhất của Hỏa Thị Tiên Thành, chỉ cần đảm bảo trạng thái bản thân ổn định, toàn bộ Hỏa Thị Tiên Thành sẽ không loạn nổi. Hiện tại chuyện quan trọng nhất đương nhiên là Dung Nham Tiên Cung. Chuyện chuông truyền pháp chung tuy khiến thành chủ trở tay không kịp, nhưng ngay sau đó, gã đã đích thân ra tay, tọa trấn trên không trung đỉnh núi, khống chế toàn bộ cục diện. Cho dù Dung Nham Tiên Cung nhiều lần bạo động, cũng đều bị gã ra tay trấn áp, không thể tạo nên sóng gió quá lớn. Phí Tư tập trung báo cáo công tác chuẩn bị cho Hỏa Thị Tiết. Hỏa Thị Tiết cũng đã cận kề. Hiện tại, cơ quan hỏa bạo hầu đã chế tạo được gần 2.000 con. Thuộc hạ đã cùng ba nhà Chu, Trịnh, Ninh thương nghị thỏa đáng, tu sĩ trúc cơ điều khiển hỏa bạo hầu chủ yếu do ba nhà điều động. Ngoài ra đương kim bang chủ hầu đầu bang,
Viên Nhị cũng không để ý Phong Hiểm chủ động xin tham gia việc này. Thuộc hạ cảm niệm tấm lòng trung thành của hắn, lại cân nhắc quả thực còn thiếu nhân lực, nên tạm thời đồng ý để hầu đầu bang tham gia. Hòa thị tiết những năm qua đều là do hầu sủng của bang phái này đảm nhiệm việc hái hòa thị, để bọn họ ra tay, cũng sẽ có thêm một tầng bảo đảm. Về việc vây quét ma tu bóng đen, thuộc hạ đã có một số bố trí, tất cả đều ở trong ngọc giản này. Thành chủ rót thần thức vào ngọc giản, liền thấy các bố trí có trật tự rõ ràng, từng bước chặt chẽ, ngoài những bố trí chủ yếu còn có rất nhiều phương án dự phòng. Lực lượng chủ yếu vây quét ma tu bóng đen đương nhiên là tu sĩ kim đan của phủ thành chủ cùng hai nhà Chu, Trịnh. Lão tổ Ninh gia vẫn đang bế quan dưỡng thương, nhưng đến lúc đó cũng sẽ lộ diện, xem như là chuẩn bị ở sau. Nói đến, kể từ khi ma tu bóng đen xuất hiện, Phí Tư đã thay mặt phủ thành chủ động liên lạc với ba nhà còn lại, thương lượng kế hoạch vây quét. Dựa vào lý do này, phủ thành chủ đã liên kết ba nhà lại với nhau. Phí Tư âm thầm quan sát, không phát hiện bất kỳ manh mối nào cho thấy ba nhà có cấu kết với ma tu bóng đen. Cứ theo đó mà làm. Sau khi xem xét, hỏa thị thành chủ phê chuẩn kế hoạch của Phí Tư. Trong kế hoạch vây quét này cũng không có gã ra mặt. Đối phương chỉ là một tên tu sĩ kim đan, hỏa thị tiên thành theo kế hoạch dự kiến sẽ xuất động 4 vị tu sĩ kim đan. Phối trí lực lượng như vậy đã hoàn toàn đủ. Từ góc độ của phủ thành chủ, hỏa thị thành chủ tọa trấn trên đỉnh núi mới là điều đúng đắn nhất. Rõ ràng ma tu bóng đen một mực kiệt lực muốn xâm nhập dung nham tiên cung. Nhưng lần đầu tiên bị Trịnh Song Câu ngăn cản, lần thứ hai lén lút tiếp cận địa lao, bị Chí Đôn mang theo cảnh tâm linh phát hiện ra. Nếu thực sự có đồng bọn, vậy thì lần thứ ba chính là tập kích Tử Dương biệt viện, ném đan dược vào trong hỏa thị lâm, rõ ràng là muốn dụ hỏa thị thành chủ đến bắt giữ. Kẻ địch càng muốn làm, càng không thể để bọn chúng tọa nguyện. Chỉ cần thành chủ tọa trấn trên đỉnh núi, liền đứng ở bất bại chi địa. Đại nhân, thuộc hạ còn một việc cấp bách cần bẩm báo. Phí Tư nói, kể từ lần vượt quan thất bại trước đó, Mông Trùng thiếu gia lại bế quan khổ luyện. Thiếu gia sử dụng tiên tư cùng bôn đột lôi quá mức thường xuyên, tiêu hao khủng bố như vậy, rất khó duy trì tiếp xuống. Thuộc hạ vô cùng lo lắng, đã từng cố gắng khuyên nhủ Mông Trùng thiếu gia nhiều lần, nhưng thiếu gia không nghe lọt tai, vẫn cứ cố chấp như trước. Phí Tư nói xong lại đưa ra một mai ngọc giản. Ngọc giản ghi lại bộ dáng của Mông Trùng đang trong quá trình khổ luyện. Vóc dáng cường tráng ban đầu đã biến mất vô tung, hiện tại gã gầy đi trông thấy. Xương gò má cao vút, hốc mắt trũng sâu, nhưng ánh mắt lại ngày càng sáng loáng, mang đến cho người ta cảm giác như đang tu luyện ma công, thiêu đốt sinh mệnh, đổi lấy trạng thái cường đại trong thời gian ngắn. Thành chủ mỉm, cười, vậy cứ để nó tiếp tục làm theo ý mình là được. Phí Tư sững sờ, thành chủ đại nhân, ngài. Hòa thị thành chủ chậm rãi nói, thiên tư, thiên tính bổ trợ lẫn nhau, có thể coi là một thể. Phát huy thiên tính chính là bồi dưỡng thiên tư. Thiên tư càng cao, thiên tính sẽ càng mạnh. Phát huy triệt để thiên tính mới có thể đào móc tiềm lực thiên tư đến mức tối đa. Ta hỏi ngươi, 1-2 tháng gần nhất này, Trùng Nhi tiến bộ như thế nào? Phí Tư đáp, tiến bộ thần tốc, khiến thuộc hạ cũng phải thán phục. Sự thật quả thực là như vậy. Ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, Mông Trùng thậm chí còn không né tránh được Thiên Quân Trọng Trùy Đài. Sau đó lại né được Trọng Trùy, nhưng không tránh được lưới đánh cá tơ vàng. Tiếp theo khi vượt qua được chướng ngại này rồi, lại không kiểm soát được tốc độ, bị tơ mỏng cắt thành mảnh nhỏ. Sau một quá trình khổ luyện, gã đã hoàn toàn thích ứng với tốc độ cực nhanh, động tác trở nên linh hoạt vô cùng, dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật. Thành chủ lại nói, ta nhìn cảnh tượng bên trong ngọc giản, lần khổ luyện này của nó cũng đã đến bờ vực đột phá. Trước đây nó sử dụng cuồng bôn đột lôi, đơn điệu thẳng tắp. Hiện tại đã bắt đầu điều chỉnh khí tức, có sự lên xuống rõ ràng. Nó đã dần dần lĩnh ngộ ra đạo lý cương quá dễ gãy, uốn cong mới có thể duỗi thẳng. Một khi đột phá, nó liền có thể điều tiết nhịp nhàng, trong nhanh có chậm, trong chậm có nhanh, có thể tăng tốc trên nền tảng tốc độ cực nhanh. Đến lúc đó nó liền có thể trở nên căng chặt có độ. Đây chính là biến hóa âm dương luân chuyển, vạn vật đều tuần hoàn. Phí Tư bừng tỉnh đại ngộ, thuộc hạ đã hiểu. Thiên tính có thể thúc đẩy thiên tư tiến bộ cũng có thể cải thiện thiên tính. Mông Trùng thiếu gia trước kia chỉ biết xông pha mãnh liệt. Lần này một khi đột phá, thiên tính của ngài ấy liền có thể được cải thiện, làm được việc có co có giãn. Thành chủ mỉm cười,
Tu hành chi đạo chính là như thế, âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, chính là cái gọi là đến cùng thì sinh biến. Sở hữu thiên tư siêu hạng chính là hạt giống tu tiên, không thể đối đãi theo lẽ thường. Nếu đã hoàn toàn kích phát thiên tư siêu hạng, cứ để nó phát huy, khai phá triệt để. Thiên tư vận dụng có tiến triển, thiên tính cũng sẽ được cải thiện. Trùng nhi có con đường tu đạo riêng của nó. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì không cần phải can thiệp. Chúng ta cung cấp đan dược cho nó, cố gắng hết sức giúp nó bổ sung dinh dưỡng. Ngoài ra chính là tập hợp nhân lực, xây dựng đội ngũ, tạo nên một chút tương trợ cho nó sau này. Cửa ải của Dung Nham Tiên Cung chỉ dựa vào một cá nhân rất khó đạt được thành tựu. Cùng tồn tại hợp tác mới là vương đạo, từ đó có thể thấy Tam Tông Thượng Nhân quả thực là cao tăng, thực sự lòng mang từ bi, muốn phổ độ chúng sinh. Phí Tư vội vàng nói, mong Trùng thiếu gia cải tu, trong phủ đã tổ chức 30 người cùng đồng thời tiến, hành. Mong Trùng thiếu gia lần đầu tiên thăm dò trở về, quy mô đội ngũ cải tu đã mở rộng lên 50 người. Chỉ là bọn họ ít có thiên tư, vẫn đang cải tu, còn cách tầng 3 đỉnh phong một khoảng cách. Theo như thuộc hạ tìm hiểu, tình huống đội ngũ cải tu của phủ chúng ta là tốt nhất. Chu gia nhờ có Như Ý Linh Tịch trận, xếp thứ 2, Trịnh gia thứ 3, Ninh gia kém nhất. Thành chủ gật đầu, thản nhiên khen ngợi một câu, ngươi làm việc rất ổn thỏa. Phí Tư mừng rỡ, đang định đáp lời, đột nhiên có một giọng nói vang lên, Mông Vị. Ngươi đã lĩnh ngộ sâu sắc đạo lý cực âm sinh dương như vậy. Sao còn tham luyến Dung Nham Tiên Cung không bỏ? Ngươi không lo lắng hăng quá hóa giờ sao? Kẻ nào? Phí Tư giận dữ quát, thần thức phóng ra, tìm kiếm địch nhân. Hòa thị thành chủ lại lộ ra một vệt kinh dị, phẩy tay với Phí Tư, ra hiệu y bình tĩnh. Thành chủ hướng ánh mắt về phía đám mây bên phải. Ở nơi đó có một bóng người dần dần hiện ra. Đó là một vị nam tử trung niên, mặc cẩm bào đỏ rực, chỗ viền thêu màu đen. Khuôn mặt chữ điền, trong đồng tử đen láy toát ra điểm điểm kim quang. Hắn cũng không che giấu, để lộ ra khí tức kim đan, đối mặt với thành chủ và Phí Tư, khí độ lại vô cùng ung dung, mỉm cười nhạt, khí thế ngược lại còn áp đảo đối phương. Phí Tư nhìn thấy cẩm bào quen thuộc, lại nhìn thấy ba chữ thần bộ ti trên lệnh bài của nam tử trung niên. Khóe mắt y giật giật, vội vàng hành lễ, Phí Tư tham kiến thần bộ đại nhân, cả gan thỉnh giáo tôn tính đại danh của ngài. Nam tử trung niên mỉm cười, tại hạ Chu Huyền Tích, họ Chu. Phí Tư trong lòng khẽ run, thầm nghĩ, họ Chu chính là quốc tính, chẳng lẽ người trước mắt. Chu Huyền Tích trực tiếp gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, các ngươi hẳn là cũng đoán ra rồi. Không sai, Chu Mỗ không chỉ thuộc thần bộ ti, mà còn là một thành viên hoàng thất Nam Đậu Tiên Quốc. Lần này đến đây là để điều tra Dung Nham Tiên Cung. Chương 60, Các Phương. Sắc mặt Phí Tư trầm xuống, ánh mắt Hỏa Thị Thành Chủ cũng khẽ ngưng tụ. Từ sau khi Dung Nham Tiên Cung xuất thế, gã đã dốc toàn lực phong tỏa tin tức, cũng dự đoán trước sẽ dẫn tới tầng lớp cao tầng của Vương Triều. Nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Trong lòng Phí Tư đủ loại tạp niệm nảy sinh, chẳng lẽ có kẻ cố ý mật báo. Trịnh gia, Chu gia không có khả năng, bọn họ càng muốn mò được chỗ tốt từ Dung Nham Tiên Cung. Chẳng lẽ là Ninh gia, thấy tiến độ của mình rơi xuống cuối cùng, dứt khoát dẫn người ngoài vào. Chu Huyền Tích thấy hai người trầm mặc, khẽ cười một tiếng, Mông Vị, Mông gia các ngươi nắm giữ Tử Yên Thành, Thanh Sơn Thành, Thổ Thai Thành, còn muốn nắm giữ thêm Hỏa Thị Tiên Thành sao? Nói thật cho ngươi biết, 500 năm trước, Vương Thất đã biết rõ trong núi này chôn giấu Dung Nham Tiên Cung. Ngươi cho rằng vì sao Vương Thất không mở ra Tiên Cung? Phí Tư kinh ngạc, thành chủ Mông Vị cũng có chút động dung. Chu Huyền Tích thân là thần bộ, đồng thời cũng là sứ giả của Vương Thất, không đến mức nói hưu nói vượn. Nhưng nếu là như vậy, những gì Mông Vị gã làm từ trước tới nay, tất cả mưu đồ có lẽ chỉ là một trò cười. Chu Huyền Tích thở dài, Dung Nham Tiên Cung lẽ ra không nên xuất thế vào lúc này, trong đó nhất định có chuyện ở ẩn. Vì vậy ta mới được Vương Thất, thần bộ ti phái đến đây, tiến hành điều tra. Đây là pháp chỉ của Tiên Triều. Mông Vị không ngồi yên được nữa, đứng dậy khom người, hai tay tiếp nhận pháp chỉ. Đọc kỹ một lượt, xác nhận không sai, Mông Vị lại nói, sứ giả có gì phân phó. Chu Huyền Tích nói, ta muốn tìm ra nguyên do thực sự khiến Tiên Cung xuất thế, trước tiên để Chỉ Đôn phối hợp với ta tiến hành điều tra, thăm dò. Tương lai cần ngươi phối hợp điều gì, tự nhiên sẽ nói với ngươi.
Đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh kỳ như Mông Vị, hắn vậy mà không chút khách khí. Mông Vị lập tức triệu hoán Chỉ Đôn đến, giới thiệu để y quen biết Chu Huyền Tích. Một lát sau, Phi Tư nhìn bóng lưng hai người Chỉ, Chu rời đi, có chút lo lắng nói, đại nhân, không ngờ Vương Thất lại phái người đến nhanh như vậy. Vương Thất dường như còn biết bí mật của Dung Nham Tiên Cung. Thành chủ trầm ngâm nói, xưa kia Tam Tông Thượng Nhân và Thái Thượng Hoàng Nam Đậu Quốc từng có một đoạn tình duyên, quan hệ một thời rất mật thiết. Vương Thất biết một số bí mật cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Ta thấy Chu Huyền Tích lần này là đến để điều tra, không có ý đồ nhúng tay vào cuộc tranh đoạt Dung Nham Tiên Cung. Mọi việc cứ theo như cũ mà làm. Phí Tư cung kính lĩnh mệnh, vâng. Sau khi y lui xuống, mây khói lại che phủ đi thân hình Mông Vị. Sắc mặt vị thành chủ đại nhân Hỏa Thị Thành này cuối cùng cũng không còn che giấu nữa, trở nên cực kỳ âm trầm. Mông gia tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là một đại tộc của Nam Đậu Quốc mà thôi. Mông Vị gã mặc dù cường đại, thân là tu sĩ Nguyên Anh, tọa trấn Sơn Thành, trên bản chất cũng chỉ là thành thủ một phương. Mông Vị nhìn quanh bốn phía, lần đầu tiên cảm thấy mây khói dày đặc xung quanh có chút áp bức. Tộc trưởng Chu gia, tộc trưởng Trịnh gia bí mật gặp mặt nhau. Chu huynh, trước đó không lâu, Quý gia tộc lại bị tập kích, thật là khiến gia tộc ta cũng lo lắng không thôi, phòng bị nhiều ngày à. Tộc trưởng Trịnh gia cố ý nói, tộc trưởng Chu gia khẽ mỉm cười. Trước đó Chu Trụ gia vào Dung Nham Tiên Cung, Chu Trạch Thâm gây loạn một trận. Vì đã có động tĩnh, các vị gia lão Chu gia thương nghị một phen, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Diễn một màn kịch bị địch nhân tập kích, mưu toan che giấu các gia tộc khác, tranh thủ thêm thời gian cho gia tộc nhà mình. Hiện tại xem ra, tuy tranh thủ được chút thời gian, nhưng cũng không có tác dụng gì lớn. Bởi vì cửa ải trong Dung Nham Tiên Cung quá khó. Chu gia, Trịnh gia dựa theo tin tức mà Chu Trụ, Trịnh Tiễn mang về, dốc toàn lực phân tích, phát hiện chỉ có hợp tác cùng nhau mới có khả năng vượt quan thành công. Vì vậy bọn họ còn chủ động tìm đến phủ thành chủ, muốn cùng nhau hợp tác, lại bị Mông Trùng cự tuyệt. Một lần bị cự tuyệt khiến hai nhà liền đứng ngồi không yên. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Mông Trùng ở phủ thành chủ cũng không cần hợp tác, chỉ dựa vào mình gã cũng có thể vượt quan thành công. Không hổ là thiên tư siêu hạng A. Cao tầng hai tộc sau khi cảm khái như vậy, lập tức quyết định phải liên thủ chống lại phủ thành chủ. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Tộc trưởng Chu gia thở dài, Mông gia là đại tộc của nước ta, hoàn toàn trưởng khống ba tòa tiên thành. Hai nhà chúng ta sao có thể sánh bằng Mông gia, chỉ cư trú trong một tòa thành mà thôi. Tạm thời không bàn đến truyền thừa của Dung Nham Tiên Cung. Một khi Mông Trùng trở thành chủ nhân Hỏa Thị Tiên Thành, Dung Nham Tiên Cung lại trấn áp Hỏa Thị, vậy Mông gia sẽ có lý do đầy đủ nhất sắp xếp thêm càng nhiều lực lượng vào. Đến lúc đó, hai nhà chúng ta nên tự xử như thế nào đây? Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi khi nghĩ đến điểm này ta đều lo lắng không thôi à. Lời này lập tức khiến tộc trưởng Trịnh gia đồng cảm, chỉ có đoàn kết thì mới có cơ hội thắng. Tộc trưởng Chu gia lại nói, theo ta thấy, chi bằng cũng kéo Ninh gia vào. So với phủ thành chủ, ba nhà chúng ta liên thủ mới có hy vọng lớn hơn à. Tộc trưởng Trịnh gia suy tư một hồi, gật đầu thật mạnh, tốt, cứ kéo Ninh gia vào cùng. Gia tộc vững như sắt, thành chủ như nước chảy. Hỏa Thị Tiên Thành dung nạp ba gia tộc đã chật trội rồi, không thể để Mông gia nhúng tay vào. Tộc trưởng Ninh gia đi tới đi lui trong sân nhà mình, bồn chồn không yên. Khi gia nhân đến báo tin vui, lão lúc này mới vỗ tay cười nói, việc đã thành. Tộc trưởng Ninh gia cảm nhận sâu sắc chuyện gia tộc mình rớt ở phía sau, lần này chủ động hối lộ tộc trưởng Chu gia để đạt thành liên minh. Sứ giả mà tộc trưởng Chu gia phái đến không chỉ mang tới tin tức tốt, còn có tin tình báo vô cùng quan trọng. Tộc trưởng Ninh gia chấn động, thì ra phương thức khảo nghiệm tu sĩ luyện khí kỳ lại có kịch biến như vậy. Nhanh, nhanh đi điều tra, Ninh Tiểu Huệ bây giờ tu vi như thế nào rồi? Gia nhân nhanh chóng hồi báo, có tầng 2, những người khác thì sao? Gia nhân đáp, số ít đạt đến tầng 1, đại đa số chỉ vừa mới tán công xong. Chậm, quá chậm. Tộc trưởng Ninh gia sốt ruột đến mức suýt nữa dậm chân, vội vàng hạ lệnh, tăng thêm mức ban thưởng, khuyến khích những người cải tu kia ngày đêm khổ luyện. Tộc trưởng Ninh gia cảm thấy vô cùng lo lắng, Ninh gia chúng ta di cư từ bên ngoài đến, thuộc về hộ ngoại lai. Cơ hội Dung Nham Tiên Cung lần này cần phải nắm chắc, đạt thành hợp tác, kéo gần quan hệ với hai nhà kia. Thành chủ sẽ có lúc từ nhiệm,
nhưng Chu gia, Trịnh gia vẫn luôn còn. Ninh gia chúng ta luôn xếp cuối trong ba đại gia tộc, chỉ có thể đi từng bước một mới có cơ hội lớn mạnh a. Hầu đầu bang, bang chủ đương nhiệm Viên Nhị triệu tập tất cả trưởng lão. Gã thần sắc nghiêm trọng, ngữ khí nặng nề, mọi người đều đã thấy được cơ quan hỏa bạo hầu, mối đe dọa của nó quá lớn. Vậy cho nên trong hỏa thị tiết lần này, cho dù có ma tu uy hiếp tính mạng, chúng ta cũng phải dốc hết sức lực, thể hiện giá trị của mình trước mặt cao tầng hỏa thị tiên thành. Nếu không, việc hái hỏa thị sẽ bị đám giả hầu tử này cướp mất. Các trưởng lão đều biết tình thế nguy cấp, lập tức phụ họa, tán thành quyết định của Viên Nhị. Viên Nhị thấy mọi người đạt thành nhất trí, hơi lộ ra chút vui mừng, sinh ý trụ cột tuyệt đối không thể để mất. Nắm chắc nó, hầu đầu bang chúng ta mới có thể phát triển tiếp được. Vượt qua cửa ải này, tương lai hầu đầu bang lớn mạnh, chưa biết chừng có thể trở thành thế lực thứ 5 của Hỏa Thị Tiên Thành a. Lời còn chưa dứt, một tên bang chúng đột nhiên xông vào, thần sắc hoảng hốt, bang chủ đại nhân, chư vị trưởng lão, không xong rồi. Hầu nhi của chúng ta bị người ta hạ độc, chết rất nhiều. Cao tầng bang phái đồng loạt đứng dậy, kinh hãi xen lẫn phẫn nộ. Kẻ nào dám gây chuyện với chúng ta, nên giết. Các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.